Câu hỏi đầu tiên của giải đáp buổi chiều ngày hôm nay là: ngoài giáo hội, nhà nước mới có đủ thẩm quyền để xuất bản giáo lý Thiền Tông, thì những cá nhân nào tự ý đứng ra công bố giáo lý và đăng ký bản quyền giáo lý Thiền Tông cho riêng mình, thì những cá nhân này có bị ảnh hưởng đến bởi luật nhân quả hay không? Không có bị gì hết rồi, mà thách thức nhân quả thôi chứ không có bị gì hết. Thách thức nhân quả, thách thức ông thần á, ông thần Kim Cang á, chứ không có bị gì hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Một vị ở Hà Nam hỏi: những người tìm mọi cách để chứng tỏ họ là tác giả của giáo lý đạo Phật Thiền Tông, con không hiểu vì sao họ lại tự xưng mình là như vậy. Cái đó là do cái tánh người thôi, đâu có sao. Thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thì tham, rồi tới đó đứng lại chữ tham, có vậy thôi. Tham danh, tham lợi, tánh người nó là vậy. Sử dụng tánh người là bắt buộc phải tất cả những gì trên trái đất này phải ôm hết về mình. Trời, con hỏi tiếp đi. Người tu Thiền Tông, tại sao cái danh rất là mạnh mà làm thế nào để phân biệt được là người ta đang chạy theo cái danh? Bây giờ tất cả những gì con người ta không có chịu kêu bằng an phận thủ thường, mà cái gì cũng muốn hơn người ta thôi. Đó là cái danh muốn tìm. Bây giờ nói thật, bởi vì tại sao nước mình giàu mà còn đi kiếm nước khác? Do cái tham thôi, do cái danh thôi. Bởi vì trái đất này nó theo cái quy luật này, vì nó mới đi theo cái dòng là thành trụ huệ diệt. Bà đã mình giàu mình ăn không hết rồi còn đi moi của người ta, đi cướp của người ta. Thì mình thấy thì thế giới này ai cũng vậy, rồi nó sanh ra là cái trái đất này nó bị hủy diệt sớm. Nó là vậy thôi. Mà cái này là cái tại thế gian này nó là vậy thôi, chứ không cách nào thoát ra được cái quy luật này. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi của chị Anh ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi: chùa Thiền Tông Tân Diệu gia nhập UNESCO Việt Nam được lợi ích gì và pháp lý ra sao? Cái phần này thì để cho Diệu Phó trả lời, về Diệu Phó trả lời đã đi dự cái này, thì để Diệu Phó trả lời cái này nó chính xác hơn. Rồi con trả lời đi. Tôi xin trả lời là cái vị vừa hỏi á, thì UNESCO Việt Nam, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam là trực thuộc của Bộ Ngoại giao và được Thủ tướng Chính phủ cấp phép thành lập vào năm 1993. Đây là một hiệp hội do Liên Hiệp Quốc họ thành lập, và UNESCO Việt Nam là trực thuộc thành viên của Hiệp hội Liên Hiệp Quốc của UNESCO Thế giới. Thì cái đó là về mặt pháp lý. Còn cái về cái lợi ích á, thì cái UNESCO Việt Nam này thấy rằng chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng như là pháp môn Thiền Tông, nó là văn hóa, nó là di sản văn hóa thế giới, cũng như là văn hóa di sản của Việt Nam. Người ta muốn bảo tồn cái di sản này, cho nên mới chứng nhận cho chùa Thiền Tông Tân Diệu là không gian văn hóa tâm linh, để mà bảo tồn cái di sản là pháp môn Thiền Tông này. Đó, thì trả lời cho cái chị ở thành phố Hồ Chí Minh được rõ. Câu hỏi của Bùi Bình ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh hỏi: xin hỏi viện chủ, rốt cuộc gốc của con người là gì? Gốc của quốc gia là gì? Và gốc của vũ trụ là gì? Bây giờ con hỏi lại cho rõ là coi. Gốc hả? Dạ. Cái nguồn gốc á, cái nguồn gốc của con người là gì ạ? Rồi thôi biết rồi. Dạ. Bây giờ đó, trong cái càn khôn vũ trụ này nè, trong một cái tam giới này, nó tổ chức như vậy đó, thấy không? Ông Phật còn đi tìm, dùng Phật nhãn mà tìm cái đầu tiên cũng không được. Thì Đức Phật mới dạy, nói một câu này nè: con người, vạn vật và vũ trụ là vô thủy, và
cũng vô chung, có nghĩa là không có cái đầu mà cũng có cái đuôi. Mà nó như vậy á, ở trong cái quy luật vật lý thì nó phải theo cái quy luật vật lý, đi ra ngoài về Phật giới là nó đi theo cái quy luật của Phật giới thôi. Còn chữ vũ trụ là gọi là trùm khắp không biên giới. Thì cái câu này chính Đức Phật không trả lời được. Mà bởi vì có nhiều người họ tự xưng họ lập ra cái càn khôn vũ trụ, thì mình suy nghĩ hiện giờ cái đầu óc của mình là cái đầu óc khoa học, người đó nói có đúng hay không? Đó, mình phải hiểu vậy thôi. Một vị Phật là một vị toàn năng toàn giác mà không tìm được cái nguyên nhân của nó, thì bây giờ cái người mà phàm phu mà xưng mình là lập ra càn khôn vũ trụ, mình thấy như thế nào? Mình bây giờ tại sao Đức Phật mới cho công bố cái pháp môn này vào cái thời kỳ nguyên tử, là con người ta thật văn minh tột đỉnh rồi, ta hiểu được, nhìn được trong không gian không hình ảnh rồi, thì ông Phật mới công bố ra. Nhưng mà ông cũng nói, nhưng mà cái thiền tông này ra lời chỉ có 1/1 triệu người đồng ý thôi, bao nhiêu người ta không đồng ý. Mà ta không đồng ý mà hỏi người ta, ông không đồng ý vậy chứ trả lời cái câu này sao? Ông không nói được. Nói thì vì thế mà cái này không nói được là do cái tánh người. Cái tánh người nó bị chặn lại, tánh người 16, bây giờ nó do cái lòng tham mà. Thấy không? Thì nó mới ấy ra thôi, chứ còn bây giờ cái hỏi gì cái nguồn gốc. Bây giờ mình suy nghĩ là tất cả trên trái đất này bao nhiêu đạo, có ông nào nói như ông Thích Ca không? Đó, bây giờ ông Thích Ca là gọi là toàn năng dòng gốc, mà trên thế giới này lập đạo ông Thích Ca này là dạy cái đạo 6 pháp môn thôi, không có cái không có một cái ông nào mà dạy 2 pháp môn chứ đừng nói 6, mà duy nhất chỉ có ông Thích Ca dám dạy quy luật luân hồi và quy luật thoát ra ngoài quy luật này. Đó duy nhất vậy. Mình là con người kêu bằng có cái đầu óc trí tuệ thì phải nên suy xét cái ông lời ông Thích Ca dạy có đúng không. Ông Thích Ca mỗi lần ông nói là ta nói thì các ông đừng có tin, suy xét đúng mới tin, còn không tin, không hiểu mà tin ta là mấy ông chửi ta đó. Đây là một cái là dân chủ hết mức. Thì thôi bây giờ mình sử dụng cái đầu khoa học mình để mà suy xét những cái diện gì mà nó có trên cái mặt trái đất này. Chứ ông Phật Thích Ca đưa ra cái pháp này nè mà ông cũng khiêm nhường, ông nói thấy đúng mới tin, không đúng đừng tin. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo, phương tiện nào giúp con người giải thoát khỏi sinh tử luân hồi và phương tiện nào giúp con người đi vào các cõi khác? Bây giờ nói cái phương tiện á, thì câu hỏi không chính xác lắm. Mà mình phải hiểu trái đất này là cái công thức, trái đất này, trái đất nhân quả luân hồi, vật lý âm dương, mình phải hiểu thế này nè. Trái đất này mình tạo phước lên tam giới, lên trời ở, tạo ác, tạo phước lớn ở trái đất, ở mặt nổi trái đất, còn tạo ác xuống mặt đất. Có đơn giản rồi. Còn mà muốn không ở trong quy luật này, tạo công đức đi ra. Đây vì thế giới này vật lý âm dương, công đức nó không chứa được. Mà muốn ở đây thì phải bôi đen thì mới chứa được. Vì thế mà đây gọi là học công thức, biết công thức của nó. Làm phước lên các cõi trời, làm ác mặt đất hoặc xuống sâu mặt đất, nó là vậy đó. Thì mình hiểu, còn công đức bị đuổi ra. Còn muốn ở đây thì phải chấp. Muốn ở đây là sao? Đốt lại ông thần ông thánh cho tôi ở đây thì ổng để cho mình ở liền. Ổng bôi thì mình mất cái lực đi, mất cái lực công đức thì mình ở được. Chứ ở đây mà mình có công đức là không khi nào ổng cho mình ở được. Bởi vì trong thế giới này gọi là thế giới âm u, anh đưa ánh sáng quá không chịu nổi, thành ta không cho ở vậy thôi. Còn muốn ở đây thì phải bôi cái đen đi, bôi cái ánh sáng đi, rồi tôi cho ở. Đó, vì thế mà Đức Phật dạy ra đời, Thiền Tông ra đời dạy là dạy cái này nè, dạy cái quy luật vật lý âm dương và phi vật lý âm dương. Trái đất ở đâu, tam giới ở đâu, càn khôn vũ trụ ở đâu, Phật giới ở đâu, ông Phật chỉ rất rõ ràng. Nguyên do gì có con người, nguyên do gì có nhân quả, có luân hồi. Nó là vậy. Rồi giải thích là trái đất này tồn tại bao lâu, thời gian hình thành trái đất bao lâu, ông Phật chỉ rất rõ. Giống như một nhà khoa học cận đại,
Rồi con hỏi tiếp đi. Của Phạm Quốc Sử ở Vũng Tàu hỏi: Kính thưa bác Nguyễn Nhân, phải tu như thế nào để chứng được quả vị Bích Chi Phật? Và vị Bích Chi Phật này ở đâu trong tam giới này? Chứ Bích Chi Phật á, là nó đúng là tu dụng công. Bởi vì trong cái 30 bái pháp quận trợ đạo á, không vô được cái này. Mà Bích Chi Phật là tu theo cái hạnh Bồ Tát, 10 phần gọi là Bồ Tát. Còn nếu mà tu một phần giác gọi là Bích Chi Phật. Bích Chi là một loại thôi. Cái Phật mà ngộ được có một thứ thôi. Còn nếu muốn tu theo Bồ Tát đó, thì phải có 10 cái đẳng giác. Nhưng mà 10 đẳng giác vẫn chưa đi ra được cái quy luật luân hồi, mà phải tu thêm cái diệu giác thì mới ra được. Có nghĩa đi ra cái thứ 11 mới đi ra được. Chữ Bích Chi là có nghĩa là một phần giác thôi. Là thí dụ Bồ Tát thì 10 phần giác, mà mình tu có một phần gọi là Bích Chi Phật. Còn như của Quan Âm cũng thuộc về Bích Chi Phật, Quan Âm là một phần thôi. Còn Thế Chí thì đã tới 6 phần, cũng chưa thoát ra được cái quy luật này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Anh Trần Bảo Sang ở Hưng Yên hỏi: Tu tập thiền tông suốt ngày nói pháp và phân tích kinh vật lý là vì nguyên do gì ạ? Tu thiền tông sao? Tu thiền tông mà suốt ngày nói pháp và phân tích kinh vật lý là vì nguyên do gì? Là tu thiền tông mà tối ngày nói hoài thánh nhập. Tu thiền tông mà cứ nói hoài là thánh nhập, có vậy thôi. Muốn nói nhiều nói, thánh đã vô rồi, nói dữ lắm, ngâm thơ ngâm kệ tối ngày đó. Tu thiền tông mà thánh thiền tông nhập, rồi muốn hiểu gì hiểu, rồi hỏi tiếp đi. Trong mình có tánh Phật, nhận được tánh Phật là mình có công đức, hiểu như vậy là có đúng hay không ạ? Không, trật lắc. Tánh Phật của mình tự nhiên mình nhận là của mình biết là của mình thôi. Công đức gì? Công đức là mình giúp người ta hiểu cái này thì mình mới có công đức. Cái mình tự mình biết cái biết, có nghĩa là mình giác trong bốn cái phần này, mình giác phần nào là mình hiểu phần đó. Công đức là mình giúp người khác hiểu cái này gọi là công đức. Rồi câu hỏi tiếp đi. Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật có nói giúp người khác chỉ được một phần nhỏ công đức, còn tự mình mới là nhiều công đức. Thưa Thầy, như vậy có đúng hay không? Kinh Niết Bàn này nó thiệt, mấy ông dịch tầm bậy tầm bạ. Bởi vì khi muốn dịch tất cả kinh thì anh phải kiến tánh nên dịch mới được. Còn không kiến tánh nên ngồi dịch là dịch mù thôi. Vì thế mà tôi dám nói là tất cả kinh vật lý dịch sai 40-50%. Tôi nói thiệt, từ Lục Tổ tới đây dịch còn sai, rồi ông Trần Nhân Tông nói ra dịch còn sai. Là vì ta không có kiến tánh. Khi nào người nào kiến tánh dịch kinh mới đúng, còn không kiến tánh thì dịch mù. Có vậy thôi. Mà hơn nữa là không kiến tánh dịch để có lợi cho cái người thế gian này, có lợi. Dịch mà dịch thẳng đàng hoàng không ấy. Mà bây giờ tôi nói thiệt, mà dịch có 50-40% mà còn không dám thực hành 40-50% này, tôi chứng minh một điều. Thí dụ kinh Tứ Đập Di Chương đi, cúng dường tìm một cúng dường hằng hà sa số Phật không có bằng cúng dường một đạo nhân vô tu vô tướng. Một ông Phật mình kiếm không có mà ở đó hằng hà sa số, mà các ông đạo nhân ở đâu ngồi trước mắt mà không chịu cúng ông đó. Nói vậy đó, dịch thì phải giải thích luôn đi. Còn kinh Kim Cang nói gặp Phật giết Phật, mà đi bắt gặp Phật mà không giết ổng mà lại ổng là sao? Thiền tông ra đời nó nói rõ ràng như vậy. Thế giới này ngũ thú tập cư, năm loài sống chung, thần người ngạ quỷ súc sanh địa ngục, và cúng ai? Địa ngục nó nằm sâu ở dưới đất, cúng không ăn. Súc sanh cúng ăn được, súc sanh mình cúng ra. Bây giờ mấy người mà người ta cho chim ăn đó là cúng cho súc sanh đó, thấy không? Rồi mấy người mà cúng mà cầu xin lại là ai? Ông thần. Ông đâu có làm cái chuyện này, ông đâu ăn vậy. Còn con người không lẽ mình cúng mình suy nghĩ đi, rồi cúng ai? Mà mình nói thẳng ra thì không được, thấy không?
trên trái đất này tu đạo Phật, muốn tìm chân chánh đạo Phật phải giải quyết hai vấn đề: một, tam giới quy luật của nó; thứ hai, ngũ thu tập cư. Bao nhiêu đó thôi. Anh làm sai cái này là kể như anh không, anh tu mù. Rồi con hỏi tiếp đi. Chị Ái Huyền ở Tiền Kiên Giang hỏi: con thì tu theo pháp môn Thiền Tông, ba mẹ thì hành thiền theo phương pháp Trường Sinh học, thì như vậy con tu theo Thiền Tông có bị trở ngại gì hay không? Có trở ngại. Tu Thiền Tông nói với ông bà ông đuổi ra khỏi nhà luôn. Ông tu theo Trường Sinh học là tu theo vật lý, còn tu Thiền Tông là bác hết rồi, thì ông đuổi ra, nó thâu mày ngỗ nghịch mày đi ra ngoài đường mày ở đi, đừng ở nhà tao, thấy không? Còn muốn tu Thiền Tông cất cái nhà riêng ở, còn không cất nhà riêng ở chung cha ba mẹ thì làm ơn cái miệng khép lại, đừng có nói gì hết. Dần dần tìm cách độ cha mẹ là mình đưa từ món cho ông nghe, đề nghị ông ba mẹ giải cho con cái vụ này nè. Mà bây giờ nè, kêu bằng sáu pháp môn tu ta đã nói công thức, giờ bà mẹ tu cái nào chỉ cho con nghe cả. Trong sáu pháp môn này đức mẹ không có tu nè, mà cái Trường Sinh học này là do ai? Do thánh lập ra cái này, thánh lập ra cái Trường Sinh học này, bởi vì nó coi được cái cõi vô hình mà, rồi nó nhìn thấy được cái làn sóng điện rồi mà, là do thánh nó có khả năng này. Mình cũng tìm cách nói từ cho ba mẹ biết thôi. Ba mẹ muốn đi đâu thì đi, không muốn về Phật giới thì con chỉ cho. Sao pháp môn này con cái pháp môn nó chỉ về Phật giới đó, thấy không? Mình phải nói làm con phải nói ra đàng hoàng, đừng có phản đối ba mẹ muốn tu gì tu, muốn làm, bởi vì trong cái pháp môn này anh muốn làm thần cũng được, làm tiên cũng được, làm thánh cũng được, làm Phật cũng được, có đàng hoàng chứ đâu phải. Sáu con đường đi, anh muốn đi con đường nào, muốn làm Phật thì đi ra ngoài, ở trong này trong vật lý nó quay ông Phật cũng chết luôn, thành là bắt buộc phải đi ra ngoài thì mới làm Phật được, về Phật giới mới làm Phật được. Chứ còn ở đây mà đừng nói làm Phật mất công lắm, đây là ở đây cao nhất là thánh thôi, không có Phật. Rồi con hỏi tiếp đi. Người tu theo Thiền Tông dựa vào những tôn chỉ hay giáo lý như thế nào để tu cho đúng và không bị sai ạ? Tu thì bây giờ nó có cái quyển số 10 là quyền ký. Còn cái quyển giáo lý thì hồi sáng có báo cáo rồi. Nó có nhưng mà bây giờ chùa Thiền Tông Tân Diệu không công bố, không phổ biến ra được. Mà do người có tâm tài lực phổ biến ra. Còn bây giờ muốn tu Thiền Tông thì chỉ tìm được hai cái này thôi nè. Thế giới, trái đất này mấy loài sống, tam giới nằm đâu, tu để đi đâu cao nhất, tìm hai cái này thôi. Không cần tìm bất kỳ. Còn cái chuyện giáo lý là chuyện mơ hồ. Giáo lý thì nên nhớ rằng một người mà muốn in giáo lý không phải dễ đâu. Phải có tâm tài lực. Như hồi sáng có báo cáo tâm tài lực rồi đó. Ai có nổi thì đi. Có đủ sức xin phép xuất bản cái này không? Thứ hai, có đủ tiền in cái số sách này để mà phát cho dân tộc Việt Nam không? Rồi có đủ cái lực đem phát cho từng người không? Nếu được là đây tôi giao cho. Nhưng mà phải có chính quyền rồi. Mà ra rồi thì nên nhớ một điều: chịu trách nhiệm hoàn toàn. Vấn đề cái giáo lý này đưa lợi, đưa tốt thì hưởng, mà đưa xấu ráng chịu. Đó, giáo lý nó có hai mặt. Một cái nó đẩy người ta đến hạnh phúc tuyệt vời, một cái đẩy người ta xuống 18 tầng địa ngục. Hai cái đó, giáo lý ra đời nó phải đi hai con đường đó, đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Tiếp theo chương trình sẽ là cầu truyền hình của Hà Nội. Xin mời tổ kỹ thuật kết nối. Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiền Tông Thất Mê Linh Hà Nội chúng con xin kính chào Thầy Nguyễn Nhân, soạn giả Thiền Gia Viện Chủ Chùa Thiền Tông Tân Diệu ạ.
Chúng con xin kính chào tất cả bạn đồng tu bên đầu cầu truyền hình và xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi cầu truyền hình hôm nay ạ. Thiền Tông Thất Mê Linh chúng con xin Thầy giải đáp cho chúng con một số câu hỏi về Thiền Tông ạ. Câu thứ nhất, thưa Thầy, chùa được Cục Di sản Văn hóa Việt Nam cấp bằng Di sản Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm chương vì sự nghiệp Di sản Văn hóa Việt Nam. Điều này khẳng định tính chất pháp lý và giá trị văn hóa tâm linh thực tế của chùa Thiền Tông Tân Diệu đối với đất nước và con dân đất Việt. Xin Thầy cho dựng bia đá trước chùa để khẳng định địa danh di sản văn hóa tâm linh của dân tộc phải được bảo vệ và bảo tồn, bất khả xâm phạm. Nếu ai muốn chạm vào hoặc muốn tôn tạo, phải xin giấy phép của Cục Di sản và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin Thầy giải đáp ạ. Bây giờ cái phần này á, tôi nói căn bản nè. Bây giờ cái UNESCO của Việt Nam á, là nó trực thuộc UNESCO của quốc tế, mà nó cử người đến cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này xem xét coi có đúng là chùa Thiền Tông Tân Diệu đã có những cái văn thơ kệ và những cái pháp tu coi có đúng là quảng cáo trên mạng không. Nó đến nó nhìn thấy đúng, vì thế mà nó công nhận. Còn cái Hội Di sản Văn hóa Việt Nam thì đây là cái loại văn hóa tâm linh phi vật thể và vật thể. Phi vật thể là nó nói về vô hình, nó giải thích được tất cả vô hình gọi là phi vật thể. Còn hữu hình thì nó gồm có hình ảnh chùa, văn thơ kệ, rồi những cái pháp môn tu đó là vật thể. Vì thế mà thấy hay nó mới kết nạp là làm thành viên. Và Hội Di sản mới cho cái bằng khen. Đó là cái nguyên do của cái. Còn cái lợi ích thì để Diện Phó trả lời. Con trả lời cái lợi ích của cái vô cái di sản này. Rồi con trả lời đi. Về phần lợi ích á, thì khi mà mình tham gia là thành viên của UNESCO thì người ta sẽ bảo trợ cho mình, hoặc là những cái khó khăn gì của mình đang tồn động về in ấn sách hay là như thế nào đó, về lợi ích của chùa, để mà cho những người tu theo pháp môn Thiền Tông họ gọi là họ vững tin hơn về cái pháp môn này. Tại vì đa phần người ta nói Thiền Tông là ma dương, là tà đạo gì đó. Thì bây giờ UNESCO họ chứng công nhận rằng đây là một cái di sản của văn hóa Việt Nam, thì họ khẳng định được cái này. Đó là cái lợi ích của mình khi mà mình được UNESCO công nhận. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi thứ hai, thưa Thầy, chùa được UNESCO Việt Nam cấp bằng không gian văn hóa tâm linh là một sự kiện đặc biệt của lịch sử Phật giáo nơi thế gian này. Xin Thầy cho dựng bia đá trước chùa để khẳng định di sản văn hóa tâm linh của nhân loại đã được tổ chức quốc tế công nhận. Mọi người đều được hưởng giá trị này và có trách nhiệm bảo tồn theo luật di sản thế giới. Xin phép thầy nếu được thầy và ban quản trị chùa phê duyệt, chúng con xin được thực hiện việc dựng các bia đá trên theo thiết kế của chùa ạ. Xin thầy cho ý kiến ạ. Cái phần này á, bây giờ mình mới có nhận mấy ngày thôi, để từ từ. Là vì tôi thấy á, có nhiều nơi họ phản đối cái này. Mình không thể, mình mới nhận mà để có thời gian sao. Bữa nay là đầu tiên mới trình chánh quyền. Trình chánh quyền là cái chùa Thiền Tông Tân Diệu là thành viên của các hội di sản UNESCO Việt Nam. Thì để coi như thế nào, có ai phản ứng gì. Vì cái UNESCO này à, nếu mà người ta không phản ứng thì mình mới làm được. Còn nếu phản ứng thì mình phải có một cuộc tiếp xúc rằng anh phản đối cái gì. À, anh phản đối cái gì? Giờ nào anh phản đối mà hợp lý á, thì tôi không có trêu. Bây giờ đó thì nên nhớ một điều, UNESCO là một cái tổ chức của quốc gia và quốc tế. Nếu anh trong thời gian 3 tháng, nếu mà không có cái gì thì bắt đầu tôi mới tiến hành
làm những cái gì mà UNESCO nó cho mình. À, mình phải để từ từ coi xung quanh coi có ai phản ứng gì không, chứ để mình làm mà ta phản ứng rồi mình bỏ thì sao. À, thì bây giờ cái đó thì con phải từ từ chứ đừng làm nhanh. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu hỏi thứ ba. Thưa thầy, mình có những biểu hiện gì để biết được rằng từ thời điểm đó thần thừa hành không bôi đen công đức của mình nữa? Xin thầy giải đáp ạ. Nói về cái phần mà thần thừa hành nó không bôi thì nó có cái quy luật của nó. Thần thừa hành nó biết tuổi thọ từng người một. Bây giờ nếu mà người bắt đầu tu thiền tông là ông sẽ để ý mình á, bây giờ ông này tới 80, 90, 70 gì chết thì còn 10 năm sau cùng. Nên nhớ rằng bây giờ cứ tạo bình thường nó bôi kệ nó. 10 năm sau cùng ông sẽ để cái công đức này cho mình về Phật giới, thấy đường về Phật giới. Nhưng mà trước mắt tới này mình nên nhớ một điều là cố gắng tu thiền tông, bỏ chấp, bỏ tham nha. Nhớ là bỏ chấp và bỏ tham thì mới được. Chứ mà anh còn chấp, anh còn tham rồi tôi cho anh mà tu và 1 triệu cái công đức anh cũng không về được đâu. Dướng dục chấp tham là hoàn toàn. Bởi vì người nào mà có một cái khái niệm nhỏ về cái chấp cái tham tu thiền tông được chứ phải không, mà không về Phật giới được. Phải đợi mấy ông Phật sau mới về. Mình phải hiểu cái chỗ này nè. Tu thiền tông đặc biệt đừng chấp và đừng tham. Hai câu đó là phải kỹ tối đa. Và đường về Phật giới phải cho thuộc lòng. Để chi? Để cái pháp trần nó hiện ra, để nó dẫn mình đi, nó an toàn. Pháp trần là cái thứ để nó bảo vệ cho mình đi từ trái đất mà đi ra ngoài sức hút của trái đất. Pháp trần là nó có cái nhiệm vụ đó, đó. Nó có nhiệm vụ là thoát ra ba cái phần thử của ba ông thánh. Pháp trần là vậy thôi. Chứ còn pháp trần đối là với cái ông thần không ăn thua. Ông thần, ông thấy mình đúng là ông cho về. Pháp trần để mà bảo vệ mình thoát ra ngoài, đi qua ba cái dòng thánh. Đó, mình hiểu cái quy tắc này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu thứ tư. Người tu thiền tông được báo trước 3 ngày trước khi mất. Xin thầy chỉ dẫn cách chuẩn bị tạo công đức nhanh trong thời gian cận kề tử nghiệp. Xin thầy giải thích. Giờ muốn tạo công đức nhanh dễ ở vậy. Mở cái thư viện cho người ta mượn sách. Có vậy thôi. Ai lại đây cho mượn còn mấy thì ai lại đây đọc sách đi tôi vậy? Đãi cơm, đãi cà phê cho. Tối ngày nó lại nó ngồi đọc sách, ăn uống cà phê, ăn cơm. Ngày nào cũng có công đức hết. Có cái lực đó không? Mở cái nhà, cái thư viện nhỏ trong cái nhà. Xin phép cảnh sát khu vực á. Tôi có mấy cuốn sách này tôi cho người ta đọc á. Ông có muốn đọc vô đọc để nói cho tôi tuyên truyền bậy bạ, phải không? Rồi cứ ai đọc thuộc, hiểu được cuốn sách, con thưởng cho bao nhiêu tiền. Người hiểu con thưởng tiền là có công đức. Con bỏ 100 ngàn ra con mua được một phần công đức. Chứ không phải để mấy chục triệu đâu, không có cần. 100 ngàn, 50 ngàn. Dù người ta đọc mà ta hiểu cái này, hiểu nhưng mà phải sát hạch nè. Chứ để nó là hiểu giả, khen không được. Khen thì con phải hỏi người ta. Những gì trong sách nói, con hỏi 1-2 câu coi có đúng không, trả lời đúng không. Thì con rồi cảm ơn, rồi bắt đầu con thưởng tiền, rồi ngày mai là đọc tiếp. Mỗi một cuốn là cho bao nhiêu tiền đó. Nên lỗi lỗi số mà nó là nhóc cái nhà con đó. Rẻ tiền nhất. Thứ nhất là con đi đây đó còn tốn tiền xe. Để cái tiền xe nó ngồi nhà làm. Đó là tạo công đức nhẹ nhất, không tốn tiền mà không bị khổ. Ai thích vô đọc. Còn con đi lợi, còn nói chuyện lợi nhà người ta, nó không được lấy sách phan vô mặt con. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu thứ 5 ạ. Thưa thầy, tu theo thiền tông thực hiện thành công pháp trần, tức học thuộc và nhập tâm bài lời dặn dò đường về Phật giới, cho đến khi không niệm mà vẫn phát ra tiếng nhỏ trong đầu mình là mới an toàn. Cách này cũng giống như cách niệm Phật trong tịnh độ đạt được vô niệm tam muội.
Như vậy có bị gọi là dụng công không ạ? Xin Thầy giải đáp ạ. Con niệm Phật mà cái tiếng niệm Phật nó vang vài đó, gọi là niệm Phật vật lý dẫn con về Phật cực lạc. Còn con học cái câu mà trở về Phật giới đó, đường về Phật giới, thì gọi là dẫn con đường về Phật giới. Thì nó cũng hiện giống như kia, nhưng mà nó hiện con đường về Phật giới, còn kia nó hiện con đường về cực lạc. Nó y vậy thôi. Bởi vậy nếu mà con đọc cái gì mà con thuộc lòng, con đứng ra, con diễn, con nói, cái đó là có nghĩa là con nói tới đâu thì pháp trần nó dẫn con đi đến đó. Nó không có sai một chữ nào, con tự tin hơn. Giống như mấy đứa cháu nó đi học trường, biểu mà trả bài cửu chương hay bài học thuộc lòng, nó ra nó được đầu rót, đó là pháp trần á, thấy không? Mà pháp trần ở thiền tông nó chỉ đối chọi là với cái ba ông thánh thôi, chứ ông Phật ông thần không cần, ông Phật cũng không cần luôn. Bởi vì ba cái cửa này con đi qua rồi thì con thoát ra được cái cửa thứ tư là ông Phật rước con rồi đó. Phải hiểu cái chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi Thầy câu thứ 6. Thưa Thầy, trạng thái người sắp lâm chung mà nóng trên đỉnh đầu có áp dụng cho người tu theo thiền tông đã thoát luân hồi không ạ? Xin Thầy giải thích ạ. Cái căn bản á, là đảnh sanh, đảnh giải thoát, mắt sanh thiên. Tu thiền tông phải kiểm chứng hai chuyện này nè. Đảnh giải thoát tức như là cái con người mà chết mà nó nóng nó đẩy lên đó, là cái đó mình xuất trung ẩm thân, nó xuất từ đỉnh đầu đi ra đó. Cái đó là mình kiểm theo phàm phu, còn kiểm theo Phật nó khác. Kiểm theo Phật thì trong lúc á, còn sống á, thì bây giờ người nào mà giỏi á, thiền gia nào giỏi hỏi ta mấy câu. Thứ nhất phải thuộc được cái câu đường về Phật giới là không ai lừa mình được hết. Là vì tôi thấy bây giờ có nhiều người vậy, mới tu thiền tông thôi mấy bữa thôi chết, thấy cái mặt sáng trưng mà. Nó rồi về nó nói thôi về cầu hồn chứ về gì. Bây giờ không có nhìn được cái mặt, nghe nhớ là tu thiền tông khi chết đừng có nhìn cái mặt mà rờ cái đầu thôi mới đúng. Bây giờ tại sao bây giờ mình mới giải mã được cái này? Tại sao mấy người ta tu tinh độ gần lâm chung lợi độc cái mặt ta sáng trưng là sao? Thánh vô chứ còn ai vô? Ông Phật không xài cái này. Ông Phật là sẽ là đảnh giải thoát thôi. Mắt sinh thiên, cái mắt nó là có chừng. Chú thiên mà đi không được mà nó đi vô cái kia kìa. Nó mắt mà nó sáng trưng là sinh thiên. Thiên là gì? Nhưng mà ra ngoài thiên nó không vô mà nó vô gặp mấy cái ông thánh, ông vũ vô nhà ổng. Bởi vì thành ra một cái câu sau cùng là bắt là gặp Phật giết Phật. Tu mà bởi vì vô trong thiền tông mà thấy ông Phật rước cũng được giết ổng liền. Đó mình phải mạnh dạn nhà tu thiền tông phải gan vậy đó. Còn không gan đừng có tu. Thấy ông Phật nào ha, Bồ Tát nào lại thôi đừng có làm chuyện đó. Làm chuyện đó là chắc chắn bị mấy ông lừa mình đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi Thầy câu thứ 7 ạ. Thưa Thầy, nhà con ở sát cạnh chùa Vật Lý. Con tu theo thiền tông mà ngày đêm phải nghe tiếng tụng kinh gõ mõ và các buổi lễ của chùa. Như vậy nhà con có bị âm khí nhiều không ạ? Xin Thầy hướng dẫn cho con cách giải quyết để không bị ảnh hưởng xấu khi con không có điều kiện chuyển đi nơi khác ạ. Xin Thầy giải đáp ạ. Chuyện chi? Có trong đạo Phật thiền tông nó có nói câu đó, tập cái này nè, tâm cảnh không dính nhau. Nó tụng nhiều cũng tụng thôi, mình đừng dính thôi, ăn thua gì. Giống như mình có cái nhà bảo ngoài cũng được đó, bảo kệ nó, đóng cửa kín rồi thôi, bảo không thua gì. Mình không có làm vậy. Còn bây giờ muốn đối trị dễ đó, nó tụng mình nghe cái gì, ăn gì Phật mở cho to lên. Đối trị thử coi ai thắng ai. Cái hồi đó nó tụng mình cũng tụng, chứ mình không phải không tụng. Người ta mua 10 watt mình mua 50 watt. Đó, coi ai dở đi.
Một là cô dở nhà, hai là dở chùa. Phải hiểu cái này, thế giới này nó thiệt là thế giới vật lý. Nếu mà đưa tiền tông ra không ai chịu nổi đâu. Được rồi, muốn tôi cho tụng tối ngày đi. Mà nhưng có điều là cái lực phải mạnh hơn. Ta tụng 10 quá mình bước 50, ta nó 50 mình là 100, tức là ai thua. Rồi hỏi tiếp đi. Con xin hỏi thầy câu thứ 8 ạ. Hàng ngày tranh thủ luyện tập thể dục vận động, thở, xoa bóp, điều khí, vân vân, cho cơ thể cân bằng khỏe mạnh, có tốt cho người tu theo thiền tông không ạ? Xin thầy giải thích ạ. Bây giờ cái tập thể dục đó là nó cho cái người sức khỏe vật lý. Hồi xưa ông Phật cũng còn, ông cũng ngồi thiền để mà ông điều thân ông vậy. Còn mình giờ tập thể dục đâu có khác gì ông đâu. Thấy không? Không có khác. Nhưng mà có một điều á, mình đừng có lệ thuộc vào nó. Cái gì ví dụ muốn bây giờ bữa nay tôi sổ mũi, tôi ngồi thiền đổ một hồi hết bệnh. Mình phải vậy, ngày xưa ông Phật cũng vậy thôi. Ông Phật mà ông thấy trong người ông muốn ớn lần lạnh, thì ông cũng ngồi thiền, lục diệu pháp môn, sổ tức quán. Đây bắt đầu điều thân, điều hơi thở nó hết, nó vậy thôi. Không có khác. Có khác là bây giờ mình hiểu thiền tông, mình phải đi đúng con đường thiền tông. Thứ nhất, tuyệt đối đừng có mê tín gì đoan và đừng có tham vọng. Nhớ đừng có tham vọng, tu thiền tông đừng tham vọng. Tham vọng là nói xin lỗi, 10 ông Phật ra đời chưa chắc gặp lại. Tu thiền tông mà tham vọng, 10 ông Phật ra đời chưa gặp lại. Vì nó bị cái nhân quả nó đẩy mà. Nó đẩy đi rất khổ chứ không phải ấy đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Người theo thiền tông ngoài công việc chuyên môn vẫn muốn học thêm vi tính, lái xe, học ngoại ngữ, nấu ăn, dạy học, tăng gia trồng trọt vân vân. Như vậy có nên không? Hay là nhồi nhét nhiều thứ vào đầu khó giải thoát ạ? Đâu thiền tông á, tôi đâu có biểu tu đâu. Tôi biểu tập sao tạo công đức về. Còn chuyện lái xe, làm mướn, làm thuê, chuyện không thành rồi. Thế gian này anh làm gì có tiền anh sống thôi. Nhưng mà anh phải tìm công đức bỏ túi gì rồi. Giờ chót. Ông thần thấy này, cái thích tạo về ông cho ra. Còn tạo mà chấp rồi thì đừng có mong thoát ông rồi. Dù bao nhiêu cũng được mà chấp, tạo chấp rồi. Biết 70 tuổi chết, ông cho bôi luôn, ông cho ra nè. Tu thiền tông mà chấp mà tham hoàn toàn ông Phật không, ông thần không cho ra. Bởi vì mày còn dính mà, mày muốn thoát mà tại sao mày không ra, mà giờ mày ngồi đây còn thích này thích kia. Đó, mình hiểu thế giới vật lý nó vậy. Đó, nên nhớ là tu thiền tông bắt trước trần nhân tông. Giặc tới nhà phải đánh. Tôi không xâm chiếm anh mà anh chiếm, âm xanh chiếm tôi đập anh đó. Gọi là gặp Phật giết Phật. Mấy ông kia là ma, gặp ma giết ma, mấy ông ma cướp nước tôi là tôi đập. Phải vậy chứ không phải tu thiền tông cái ngồi thấy giặc nó chạy vô cái lợi quỳ lại Phật cứu con. Đừng có làm cái chuyện mê tín gì đâu, không Phật. Mấy ông mà tao nó còn đập tao chết luôn, nó chửi tao làm không nổi mà ở đây mà cứu mày. Thấy không? Mấy ma nó chửi ông, mấy đệ tử cũng chửi ông. Ông dạy đạo tà. Tổ Bồ Đề mới nói ra nó ông điên. Ổng còn không lo được ổng mà bây giờ. Nhưng mà ổng chỉ cách mình đi ra, mình phải tìm cách đi ra. Chứ đừng có cầu, thế giới này không cầu xin ai hết á. Nếu mà cầu á thì chắc có lẽ được, mấy ông nhà giàu cầu được. Thấy không? Mình phải hiểu thế giới này nó vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu thứ 10. Tu theo thiền tông vẫn thích lặng lẽ quan tâm đến tình hình kinh tế chính trị, xã hội, sự phát triển của trí tuệ các thế hệ trẻ của nước mình, của thế giới. Như vậy cho là phân tâm và dính mắc cảnh trần không ạ? Lặp lại câu hỏi giùm đi anh ạ. Tu theo thiền tông nhưng vẫn thích lặng lẽ quan tâm đến tình hình kinh tế chính trị xã hội, sự phát triển trí tuệ của thế hệ trẻ của nước mình, của thế giới. Như vậy có là phân tâm và dính mắc cảnh trần không ạ? Tức là tu theo thiền tông
nhưng mà vẫn lặng lẽ để ý tới cái chuyện xã hội, tới chuyện kinh tế, cái chuyện mà coi như là chung quanh á. Như vậy có bị dính mắc gì không ạ? Nó Thiền Tông là phải hiểu chứ. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách chứ sao? Tu Thiền Tông đâu bỏ quốc gia được. Tu Thiền Tông không bỏ gia đình được. Quốc gia mình coi sao chứ, bữa nay có gì không chứ. Chứ đâu, tu Thiền Tông là gọi là tu nhập thế bằng sự thật. Không phải tu Thiền Tông là tu xuất thế đâu mà. Thiền Tông gọi là nhập thế, thế giới này có cái gì phải biết nét nấy. Nhưng mà phải hành cho đúng. Cái tu Thiền Tông là có nhiều người họ sai lầm là họ không tìm hiểu cái thế giới xung quanh không được. Bây giờ cái biên cực, cái nước mình này có ai xâm chiếm không? Có xâm chiếm thì có nhà nước nói gì thì mình phải ủng hộ nhà nước. Chứ là đừng có bỏ, đừng có suy nghĩ. Bởi vì tu tại sao tu vật lý là làm cái cốc không tiếp xúc bên ngoài, cái đó là chuyện sai lầm. Quốc gia nuôi mình mà mình không bảo vệ quốc gia làm sao? Quốc gia cho mình an ổn thì quốc gia có gì mình phải phụ quốc gia chứ. Chứ để mặc kệ quốc gia sao? Mình là một thành viên của trong xã hội. Bởi vậy quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Mới tu Thiền Tông. Chứ đâu tu Thiền Tông thì giao hết cho người ta. Ông khôn á, ông ngồi ông trốn. Tôi chết rồi ông ngồi đó ông hưởng. Không được. Thiền Tông thực tế. Học gương Trần Nhân Tông mới đúng là tu Thiền Tông. Chứ tu Thiền Tông không lại, nhớ là tu Thiền Tông không có lại ai, không có cầu xin ai đó. Tôi tự lục cánh sanh. Tôi có nhà, tôi phải bảo vệ nhà tôi, chứ không phải người hàng xóm bảo vệ nhà tôi đâu. Tôi có quốc gia, tôi có nhà nước kêu tôi làm gì tôi làm đấy, để bảo vệ quốc gia thôi. Chứ không phải nói, thôi ông nhà nước ông lo, tôi tu, ngầu đó thì nó vô. Nó cái mỏ nó cũng lấy luôn của ông chứ đừng có nói. Rồi con hỏi tiếp đi. Con hỏi câu thứ 11. Việc giữ giới cho tâm thái an lành, nhẹ nhõm, không gây phiền não, không tạo thêm nghiệp ở đời, có lợi ích cho tu tập Thiền Tông không ạ? Bây giờ nè, nên nhớ rằng tu mà Thiền Tông không phiền não là tầm bậy. Bây giờ suy nghĩ rồi, mới mua chiếc xe gắn máy ra để đó, nó vô nó nâng cấp thì sao? Ông phiền não không buồn sao được? Nó nâng cấp mình mà sao đây? Con người mình là cái tính người là phải tham thân si mạng nghi ác kiến. Bây giờ nó thì có nghĩa là ngày xưa mình mất một món hàng mình nhảy đùng đùng lên, bây giờ mất mình cũng buồn 5 phút, nhưng mà thôi nó mất thôi, lỡ nó mất thôi. Nhưng mà cũng phải gọi là sử dụng cái tánh người thật ít. Thấy không? Phải hiểu như vậy chứ đâu phải mà. Nó tu Thiền Tông mà tôi không phiền não là mấy ông nói nó xạo. Làm sao mà phiền não? Mà cái nhà ông nó rinh đây phiền não không? Mình phải hiểu rằng thế giới này cái tánh tham của mình đó, hồi xưa 10 giờ cũng có tham. 4-3 thôi là sao? Làm tháng lương mà 10 triệu mà nó phát có 2 triệu không tham không đòi nó lấy luôn sao? Phải tham. Nhưng mà hồi xưa đó mình đùng đùng mình la nó giờ không được. Ông làm ơn phát lương đúng cho tôi, cái vậy thôi. Mình cũng nói đàng hoàng, nhưng mà bởi vì nói trong cái lễ nghi của một con người. Còn mình không biết thì giống như sư tử Hà Đông nổi lên đó. Nhảy ào ào lên rồi. Phải cũng giận, nhưng mà giận trong cái khuôn phép lễ nghi. Cái chữ mà đồng loại với nhau, thấy cái người đó tham, mình đừng có chửi người ta. Tại vì tánh nó vậy, nó cái tần số nó âm quá, nó phải tham thôi. Mình phân tích cho nó nghe thôi, có gì nó cảm ơn mình. Mình phân tích đấy là coi như là mình ân nhân nó đó. Chứ còn mình gặp nó, mình chửi, mình la nó, mình xấu hổ nó, mình đã sỉ nhục nó. Chính sỉ nhục nó là sự sỉ nhục mình này. Bởi vì người ta, thí dụ một câu nè. Bây giờ con đi đâu, vô ở nhà bị con chó nó sủa. Nó không lẽ sao, mình sủa lại. Mình không có được, mình phải tu Thiền Tông, tu bằng trí tuệ. Cái gì trong thế gian này phải xử lý bằng trí tuệ. Không xử lý bằng cách mù mờ được. Đặc biệt, tu Thiền Tông phải học là ngũ thú tập cư trước. Và tam giới trước, hai cái này học cho thông thì mới vô Thiền Tông.
Còn hai cái này mà chưa học thông đừng có tu thiền tông, mắc công lắm. Vô đây rồi nó dính tùm lum, rồi nó chấp ngã, rồi chấp ta, chấp đủ thứ, đừng có vô. Tu thiền tông anh phải nhập hai cái này bằng này là ngũ tập tư cư. Nhiệm vụ của loài thần người ngạ quỷ là cái gì? Tam giới ở đâu? Ngọc Hoàng Thượng Đế ở nhà nào mình cũng biết cái nhà ổng luôn. Mới là tu thiền tông. Thế giới này hiển linh là ai làm mình biết rồi. Hồi xưa mình không biết, mình nghe hiển linh mình lại mình cúi đầu mình lại. Giờ lại nó thôi, sư phụ ơi tôi biết sư phụ rồi. Đừng có gạt tôi, có vậy thôi. Mình không biết lòng ổng nhưng mà ổng cười. Nó tao lại lừa mày cũng được, sao tao lừa khác. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu 12. Tâm bình thường là đạo. Ý nghĩa của câu này theo con hiểu trước mọi cảnh đời: không chê khen ái dục, không tốt xấu, không hơn thua ganh tị, không vui buồn phiền não, không yêu ghét phân biệt, không dính mắc danh lợi, không tôi ta tham tưởng. Mọi sự diễn ra của pháp xung quanh mình đúng là nó đang là như vậy, có đúng không ạ? Thật là của mấy ông nhân lý. Tâm bình thường là đúng, không phải đạo. Đạo là con đường. Thấy không? Tâm bình thường là đúng. Mấy ông này là dịch trong kinh vật lý để không có lợi sao không? Bây giờ tôi nói thiệt á, bây giờ bình thường sao? Có lúc nào cũng là không có nổi gì hết, không được. Bởi vì tôi nói là khi nào mình sử dụng tánh người là lo cái thế giới vật lý này. Khi nào sử dụng tánh Phật là đi về hai con đường. Thế gian này phải sử dụng tánh người, sử dụng 30-40% thôi, chứ không phải sử dụng tối đa 100% này mà tham hết mức luôn á. Thấy không? 30-40% thôi. Làm sao không tham? Bây giờ tôi nói giờ mình đi đây đi đó phải có tiền mới đi chứ. Không có tiền sao đi? Thử coi, đưa nó xe 10.000 mà đưa 20 nó không thối thì sao? Tạm một chửi đó liền. Bắt buộc phải làm theo quy luật vật lý. Chứ đừng có nói. Bởi vì tất cả những gì mà giải thích theo cái vật lý là ngu dân. Làm con người tu đi càng ngày càng ngu, cần tu càng sợ sệt, không được. Tu thiền tông có sợ, mà tu thiền tông khám phá gia già, thực hành đúng theo quy luật vật lý. Giao tiếp giữa con người với con người dùng tánh người 50% trả lợi thôi. Còn giao tiếp về đạo, đầu tiên là học chữ giác ngộ. Sao mới học chữ giải thoát? Tu đạo giác ngộ là phải vậy đó. Trước khi tu này phải tự học chữ giác ngộ là cái gì, giải thoát là như thế nào, công thức như thế nào mới là đúng. Còn cái chuyện mà anh nói là nó xin lỗi bình luận của mấy cái ông mà gọi là phàm phu tăng thôi, không xếp vào thánh tăng được đâu. Mình phải, thế giới này là thế giới vật lý, mình thế giới vật lý mình tính vậy nè. Giống như mình đi thành phố á, xe nó chạy ào ào, anh thanh tịnh dám qua đường không? Tôi cho anh thanh tịnh dám qua không? Nó đụng mình văng lên ca bồ luôn chờ đó. Có nghĩa là mình phải trí tuệ. Nó chạy ào nhưng mà có đèn, nó đèn đỏ xe dừng là mình đi. Chứ mà đèn vàng, đèn trắng, ở đèn xanh nó dừng, nó chạy mà mình đi sao? Mình không trí tuệ. Có nghĩa là ở thế giới này anh phải học cho hiểu hết cái quy luật vật lý này rồi mới tu thiền tông được. Còn mà tu bất cứ cái gì là tu vật lý thì anh muốn tin kiểu gì anh tin. Anh muốn lại ai kiểu gì anh lại, thiền tông tuyệt đối. Tin phải cho đúng, lại không lại ai trên đất này thì mới là thiền tông. Căn bản bao nhiêu đây thôi, khỏi cần đọc hết 11 sách của Soạn Giả Nguyễn Nhân chỉ cho nó mệt. Học mấy cái này thôi, xin lỗi 15 phút là đã tu thiền tông, biết tu đúng rồi. Khi anh đọc rồi thì nhớ là cái tưởng anh dẹp đi. Anh đọc mà anh còn tưởng là anh chết, cái tưởng nó kéo anh đi đó. Đọc sách một trang, hai trang nhưng mà hiểu được cái công thức này, dẹp 11 sách. Sách của ông Nguyễn Nhân được đọc, mà tôi chỉ không tưởng. Tôi học giác ngộ và giải thoát có hai chữ này thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con hỏi câu thứ 13. Nhiều người thường bị phần âm nhập vào, người nặng, người nhẹ.
Xin Thầy bày cho cách giải vong nhẹ và cách giải vong nặng để việc tu tập được thành tựu ạ. Cơ người ta nhập cái gì? Phải không? Vong nhập cái gì? Bị vong nhập. Vong nhập không phải nó vô cớ nó nhập mình đâu. Tối ngày cứ lại lục nó thì nó mời nó vô, nó mới nhập. Con không mời vô, giống như cái cửa tối ngày đóng lại thì con đứa nào vô. Anh mở cửa kêu cái nít nó vô nó chơi, mày vô để ta cho mày ăn bánh nè. Trời anh cúng nhiều là vô, con hồn nó khoái vô. Cha mẹ mày có đâu đây ăn. Cha mẹ theo quy luật lân quả đã đi rồi. Tối ngày anh cứ ngờ kêu nó vô ăn rồi. Nó bắt cái đầu cái nó thấy ông này thấy mê tín nè. Nhập vô thử coi sao. Nhập vô ổng điều nó ổng khoái. Nó là ta thành thánh rồi đó. Rồi sao? Chết cái chỗ này. Trên trái đất này bởi vậy thành ra tại sao mà Đức Phật bảo là gặp Phật giết ổng đi. Đừng có chơi với ổng. Mà còn mà tại vì nhập vong là do cái vấn đề mà mình cúng, mình cầu. Tôi thích. Bởi vì có nhiều người tu thiền tông đó, con mới đọc có chút xíu có thấy ánh sáng rồi vô luôn đi. Cô hồn đó. Bởi vì mình đọc để mình muốn cho mình muốn thấy mà. Nó hiện liền. Thế giới hữu hình là thánh, muốn làm cái gì nó làm cho mình thấy. Để chi? Mục đích nó là ăn cúng thôi chứ không có gì đâu. Chứ mà nó nhập mà hai ba lần không cúng nữa thì nó không có thèm nhập nữa đâu. Nó ngu, nó nhập hoài mệt. Nhập nó cũng cực lắm chứ đâu phải. Nó mượn xác người nó cũng cực lắm. Mới nhận sáng rồi đi nói hai ba cái người, bao nhiêu người bao quanh nghe mình đi. Rồi nó nhập hoài. Để chi? Cúng nó cho ăn thôi. Cái loài thánh thì chỉ có vậy thôi, chứ giờ làm gì đâu, nó đâu cần nhà cửa gì đâu. Nó muốn đi đâu nó đi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Con hỏi câu thứ 14. Hòa Thượng Viên Minh là viện chủ tổ đình Bửu Long, quận 9, Sài Gòn. Hòa Thượng thường giảng trong các bài pháp, trong mỗi người đều có sẵn tính chân như, bao gồm mọi pháp giới, mọi cõi, mọi trí tuệ vượt thế gian. Mục đích của việc tu là giác ngộ và biết để ra sự thật của thế giới này, thấy ra sự thật mọi pháp trên đời này. Trong thấy chỉ trực thấy, trong nghe chỉ thực nghe, trong biết chỉ thực biết, trong xúc chỉ thực xúc. Ngay trong giây phút hiện tại, không có bản ngã chen vào trong đó, không đem cái tưởng quá khứ, tương lai vào trong đó, không cố tình ngồi thiền để đưa tham cầu của cái tôi vào trong đó. Cứ sống tự nhiên, tự tại như chính nó là vậy, thì chân tâm hay tánh Phật hiện tiền. Giác ngộ được sự thật, chân lý thì tuệ mới mở được, mới giải thoát được. Rất nhiều bài giảng của Hòa Thượng Viên Minh rất gần gũi với Thiền Tông. Vậy, Hòa Thượng đã chạm được pháp môn Thiền Tông chưa ạ? À? Nói đúng là cái này mình cũng không tham gia chi, nhưng mà cái chùa ổng là chùa Tiểu Thừa. Nếu mà người nào nói trước 11 năm về trước thì đúng. Nói sau 11 năm về sau là copy, tôi chỉ nói vậy thôi. Nếu mà nói trước 11 năm về trước, trước 2006 là đúng. Vì lúc đó Thiền Tông chưa nói ra. Bắt đầu 2006 Thiền Tông bắt đầu khai mở á. Thì nói thiệt á, có nhiều thầy tôi không nói thầy nào làm nguyên lấy sách của tôi đem viết rồi xong đem đi xuất bản. Có vậy thôi. Nhưng mà khi mà người ta hỏi về cái chưa xuất bản, ông không trả lời được, gọi là copy. Nhưng mà thôi, thế gian này nói vậy mà đã là, ông Phật nói là thế gian của người ta mà lấy làm của mình, đó là thế gian gian xảo. Để gì? Mục đích để kiếm tiền, chứ không có cái gì lạ rồi. Nếu người nào nói cái câu này mà trước 2006 là đúng, còn sau 2006 hoàn toàn copy. Bây giờ nếu mà nói mà nếu mà cái một vị, tôi không nói người nào, nếu mà người nào gan để chùa Thiền Tông tên gì đó chuyên dạy giải thoát, chuyên dạy thành Phật, chùa nó mới gan, phải không? Chùa đó vừa có ra đây tôi cho một quyển giáo lý liền, quyển giáo lý tôi xuất bản rồi đó, nó thiệt tôi cho rồi đó.
Còn xuất bản đại trà là không được. Người nào có căn bản này lại tôi cho một quyển giáo lý. Đó. Còn nếu không có cái này đừng có mong. Thì nếu không có cái này phải đợi ai có tâm tài lực xuất bản thì sẽ nhận được cái này. Như vậy nên là hồi sáng tôi đã nói rồi, 3 năm mà nếu không ai nó xuất bản được cái giáo lý nên dẹp đi, đừng có nói, đừng có nhắc tới nữa. Là 3 năm là tôi không có nói được rồi. Còn người nào mà nói về Thiền Tông, trước nhất anh phải gan. Chùa Thiền Tông tên gì đó, chuyên dạy giải thoát. Đó mới là gan, đúng đúng bản hiệu á. Thấy không? Chứ còn nếu mà anh không có đi mà anh nói này kia nè, đâu tôi đi ăn cắp của người ta thôi. Không có sự thật đâu. Bởi vì nếu mà hiểu cái này tại sao không xuất bản mấy ông bà mấy vị tổ Thiền Tông trước đi. Muốn cái này của mình thì cứ phải nói vậy. Còn khi nào người ta nói rồi thì mình lặp lại thì đây là copy thôi, chứ không phải là sự thật. Người nghe người ta nói vậy mình cũng lặp lại vậy thôi. Còn bây giờ nếu mà người nào nói giỏi thì bây giờ gọi thầy gọi sao thầy không để dạy giải thoát đi. Rồi thầy nói rất hay ấy, sao để cái bản là dạy vậy, chuyên dạy giải thoát. Mới là đúng, mới đúng thứ vàng thiệt. Còn mới vàng mạ thao và vàng pha lên có lớp chút xíu thì nó không phải là sự thật. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu 15. Thưa thầy, các tổ và các thiện tri thức đi theo dòng Thiền Tông để hỗ trợ dòng Thiền Tông được công bố tại đất dòng hôm nay. Công việc đã hoàn thành, các tổ có được giải thoát trong thời gian Thiền Tông được hiện hữu này không ạ? Ôi, nó chuyện mấy ông muốn về Phật giới giống đi chợ thôi, ông muốn làm đâu. Mấy ông nói thiền cho mấy ông Phật đó là ai, mấy ông tổ là ai, mấy ông Phật, ông vô cũng thế vậy. Ông thế để cho đi vậy, để dẫn mạch nguồn Thiền Tông. Chứ đâu phải Phật thần phân thân vô, nó thiệt vậy. Chứ cái này dẫn mạch nguồn Thiền Tông không phải là con người bình thường dẫn được đâu. Mình thấy lịch sử viết vậy chứ sự thật bên trong của nó là khác. Bên trong của nó là không phải một vị bình thường mà dẫn cái này đi được đâu. Mình nói cho nó vui thôi. Thế lỗi ông Trần Nhân Tông cũng là ông Phật á. Mới dám bỏ ngôi vua mà lên chứ bây giờ con người ta tham mà ai bỏ được cái ngôi vua này. Chính ông Trần Tông vẫn là một ông Phật. Vì thế mà nói là Phật Hoàng. Chứ bây giờ trên thế gian là gan cỡ nào mới bốn mấy tuổi dám không bỏ, làm vua bốn mấy tuổi còn sung mãn mà biểu bỏ, không có nào dám bỏ. Phàm phu không ai dám bỏ này. Đó là cái nhiệm vụ của mấy ông Phật nối tiếp dòng thần tông để nói cho thôi. Chứ không phải là ông ấy, nhưng mà tại vì ông vô đây, ông bị qua cái tử cung người mẹ, ông quên. Nhưng mà khi mà ông nghe cái nó phán lại liền, nó sáng liền, nó nhớ lại. Theo quy luật vật lý mà anh vô đây, anh mang thân người, tánh người thì anh phải đi theo quy luật của nó. Đó, vì thế mà ông tổ đừng có xem được, ông muốn về lúc nào ông về. Mình nói cho vui thôi, ông A, ông B cho nó vui chứ. Đây là cái nhiệm vụ của một vị Phật vào đây giúp ông Thích Ca. Bây giờ nói là ông Thích Ca, ông thành Phật bây giờ mà tôi không có ai phụ ở bên nó về. Bên nó sắp xếp luôn mà, sắp xếp đi theo cái dòng này. Có ba mươi mấy người, có nhiều khi có hai ông thôi mà nó thay đổi nhau. Thay đổi nhau liên tục mấy ngàn năm, đâu có sao đâu. Đó, mình phải hiểu thế giới này, có một người bình thường không thể nào làm được cái này. Nhưng mà thế gian đó, nó có cái tội là ưa ăn cắp. Thấy người ta giết, thấy người ta làm, nó cũng đi ăn cắp. Để chi? Mang cái danh thôi. Chứ làm gì? Thế giới cái gì ra người ta biết hết. Nào giả thì thiệt. Bây giờ người bình thường ta còn dám nhìn thấy ông nói giả thì thiệt ta biết hết. Nhưng mà ta không nói thôi, thế gian này nó vậy. Bởi vì tu Thiền Tông mình phải trí tuệ, mình phải hiểu nghe ông nói cái gì, mình biết có đúng hay không. Còn mình đừng có nghe ai gì cũng nghe gì cũng chạy theo, đừng có làm đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Con đã hết câu hỏi. Chúng con xin cảm ơn thầy và tất cả các bạn đồng tu bên đầu cầu truyền hình. Tiếp theo là câu hỏi của Trần Hữu Nghĩa ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi về làm cách nào để chuyển nghiệp và làm cách nào để đoạn nghiệp.
Nghiệp là cái thế giới này làm sao chuyển, làm sao đoạn. Cái này chuyển nghiệp, đoạn nghiệp hoàn toàn, thế giới này nó là vậy. Mà chỉ muốn mất của nó thì duy nhất vào trung tâm vận hành luân hồi, nghiệp trả về cho thế giới này. Mình mang công đức và mang kim thân Phật về thôi, mang thân Phật về thôi. Trong thế giới này không đoạn, không chuyển, mà không làm bất cứ gì trong thế giới vật lý này. Mà muốn thoát ra nó, tạo công đức đi ra, về bên đó. Giống như mình hỏi ở dưới mặt nước làm sao mà cho đừng ướt, làm sao? Ông ướt ít cũng ướt nhiều, giống cách nào dưới mặt nước không ướt. Muốn không ướt đi lên bờ, lên khỏi mặt nước đó hết. Muốn hết nghiệp về Phật giới, nghiệp không qua được, không theo được. Có vậy thôi. Rồi, có hỏi tiếp đi. Phật tử Na hỏi, vào mỗi buổi tối con hay đọc kinh sám hối Thiền Tông cho gia đình và người khác nghe. Xin hỏi như vậy có được không ạ? Không. Hoàn toàn không được. Nên nhớ rằng á, mình đọc kinh sám hối là mình đã thành Phật, kêu bằng Phật gia rồi, không đọc Thiền gia, không đọc. Mà đọc đây để là chi? Câu cái người kế bên đó, câu để người ta dụ người ta hiểu cái này mình có công đức thôi. Chứ mình đã hiểu rồi còn ở đó tụng chỉ cho nó mệt. Nhưng mà muốn tụng thì phải câu lại cái người này, người kế bên này nè. Mình làm bộ mình tụng thôi, để mấy người kia nghe khen này hỏi. Tuyệt đối ở trong nhà mà người ta không tu, đừng có khi nào mình tụng kinh hay cho cái người, kể cả ba mẹ mình cũng không được cho ngồi. Nó không chịu. Bởi vì thế giới này, ví dụ ba mẹ mà chuyên môn cúng rồi sao đây, đọc cái này bà đập mình đó. Mà nếu mà bà sân nữa là chứ tạo cái ác cho bà luôn. Bà khinh cái này là sao? Đức Phật nói sao? Chửi Đức Phật tội không bằng khinh cái này. Đó mình vô tình, mình tô đậu, mình độ bà không độ, mà đưa bà xuống địa ngục. Phải chú ý cái chỗ này. Thấy không? Có nghĩa là mình tụng, mình câu, không được thôi. Mà thứ nhất ở trong gia đình dễ lắm. Thì nó ba mẹ con có cái này, ba mẹ nghe con xem rồi sao. Chừng nào bà chịu rồi bắt đầu mà dần dần bà dẫn đi. Còn nếu không chịu thôi đừng. Kiếp này làm cha mẹ vợ chồng anh em với nhau là do cái nghiệp quả. Đến đây trả hết thì thôi. Tại sao có nhiều vợ chồng ở không trọn đời. Hết nghiệp là phải đi. Ông thần nó hết nghiệp rồi thôi, tụi bay hết rồi đi. Mỗi đi nơi, rồi tụi bay đi làm chuyện khác. Do ông thần thực thi nhân quả mà. Bây giờ cái nghiệp làm vợ chồng 40 năm đủ thôi, tụi bay đủ rồi đi qua chỗ khác. Ấy. Đó mình phải hiểu thế giới vật lý này do một vị thần quyết định. Không? Do cái nhân quả của mình. Còn nếu mà muốn cho vị thần mà không thực thi sớm, dễ ở tạo công đức, ông nể liền. Vì trong đời có nói là công đức trọng quỷ thần kinh, còn có công đức rồi ông thần thực thi nhân quả, ông là ông dám nữa đó. Nó phải hiểu cái thế này giới này. Rồi con hãy tiếp đi. Con đã đọc hết 11 quyển sách, mỗi lần như vậy con thường hay khóc, nhưng riêng cuốn sám hối thì con khóc rất nhiều, vậy tại sao vậy ạ? Đó là con cảm ngộ thôi, cái đó là do cảm ngộ thôi. Kêu bằng cảm ngộ cái chưa từng nghe, cái chưa từng thấy và cái chưa từng biết. Đó là cảm ngộ Thiền Tông. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thưa Thầy, những năm cuối đời con không kịp tạo công đức sáng để nhìn thấy hoa tiêu, thì khi mất thân thì con phải làm sao ạ? Nếu mà cái nói cuối đời không tạo không phải vậy. Ví dụ nhà mình 80 là bắt đầu qua cái tử hưu rồi đó, thì ông không... Con cố gắng tạo thôi, là ông thần cho đi ra, qua tuổi hưu. Có nghĩa là qua sức lao động rồi thì tạo hoàn toàn ông thần ấy. Nhưng mà trước đó mình phải nhiệt tình, mình tạo ra. Bây giờ mình chỉ cần tạo được một đốm sáng thôi là mình đi được. Rồi sau đó mình không cần tạo, nhưng mà nên học cái đường về Phật giới, phải học cho thông. Để chi? Để ông thánh đừng có lạc gạt mình thôi. Mình phải hiểu vậy chứ không cần. Còn muốn tạo, bởi vì tôi nói muốn cạo công đức về bển làm Phật con, thì cái vòng vòng trái đất này hoặc một tam giới, ở một tiểu thiên thế giới thôi. Rồi thấy chỗ nào á, kêu bằng chỗ nào mà phổ biến Thiền Tông thì giúp ta.
gọi là khiến cho mấy người này đến nghe thiền tông. Bởi vì Phật giới có Phật nhãn rồi thì nhìn người nào có công đức biết liền, nó sáng, bên Phật nhãn mới nhìn được cái này. Nó sáng thì kêu ông này tới là tự nhiên ông vô à. Bên Phật giới độ người dễ hơn bên này. Thế giới vật lý độ người khó lắm. Giống như mình đang ở dưới nước mà mình cứu người dưới nước cứu không được, mà phải lên bờ cứu rất dễ. Thấy không? Dòng sông nó chảy đâu mình thấy, mình đưa cái cây mình quéo mình móc lên. Ở đây khó chứ về Phật giới độ người rất dễ. Rồi con hỏi tiếp đi. Khi con tạo công đức, con suy nghĩ làm thế một phần công sức mình bỏ ra thì sẽ được công đức nhiều. Như vậy công đức của con có được trong sáng hay không? Mình làm gì thì giúp người ta, giúp người ta hiểu là mình có công đức. Còn chuyện trong sáng khác, khi nào mình tạo mà mình chấp á, thì nó bị bôi. Nó bôi là nó không sáng thôi. Còn bất cứ làm hình thức gì người ta hiểu là có công đức. Nhưng mà mình chấp thì nó bị bôi đen gì thôi. Nhưng mà có công đức nhiều mà mình hiểu được cái đường về Phật giới rồi. Ví dụ mình 80 tuổi chết thì 70 tuổi bắt đầu ổng thả mình rồi đó. Cho tạo thoải mái. Dù có chửi ổng cũng không sao rồi. Có chửi ổng không bôi nữa. Mà bởi vì đức trọng quỷ thần kinh mà. Thần cũng phải sợ mà thánh cũng phải ớn. Thì mình phải căn cứ vào cái này mới tu thiền tông được. Rồi con hỏi tiếp đi. Lúc con chuẩn bị nộp hồ sơ xin cấp bí mật thiền tông thì cuộc sống luôn bị xáo trộn. Vậy thì sau khi vào bí mật thiền tông rồi, cuộc sống con có bị xáo trộn nữa hay không ạ? Vào đâu? Xin vào bí mật thiền tông thì... Bây giờ nè, nên nhớ một điều á. Có xáo trộn xáo mà con tạo được công đức thì ông Thánh ông không làm con. Có nghĩa là hồi xưa ông Thánh ông ở trong mình á, mình giờ vô bắt đầu nó ông quậy à, nó quậy nó làm cho mình chán nản đi. Nhưng mà mình khi đã vô rồi, có công đức rồi, tự động ông chạy ra. Khi mình có công đức rồi đàng hoàng thì ông không khi nào ông phá mình được hết. Nó ông phải nể mình. Còn mà bây giờ mới vừa sơ sơ xáo trộn là mình sợ ông, mình bỏ cái này rồi mình cúng rồi mình đi tiếp thôi, cũng ai rầy cho mình. Thấy không? Bởi vì tu thiền tông phải học cho kỹ. Học làm sao giác ngộ tất cả những gì mà thiền tông nói đều phải biết hết. Đừng có sợ. Còn nếu mình sợ, bởi vì tôi nói là tu thiền tông không gan đừng tu. Tu thiền tông mà gan thì mới tu, không gan đừng ấy. Vô đây là làm là vậy. Vô đây rồi đủ chuyện ấy. Vô đây thì tại sao ta bắt buộc là phải không tưởng và buông tất cả những... Anh có hù tu gì chuyện của anh không thành vấn đề đâu. Làm tin. Không lẽ giờ nó hù mình hoài mình không sợ. Nó ngồi hù hoài đó. Có khi mình. Bởi vì tôi nói là. Tại sao mà có nhiều người tôi nói. Vô cái rồi nó hù nó. Ồ tao biết rồi. Hù tiếp đi. Hù dài chương thua. Nó quê nó bỏ đi. Tôi nói thiệt cái cô mà tu ở trên cái chùa Hoàng Pháp. Vô bí mật thiền tông trời. Nó đội hai ba lớp áo đen. Đó. Từ nhỏ đến lớn rồi. Tôi dặn cô, mày đừng có trùm, mở hết thì tao coi, tao cũng thấy, tao biết. Quê bỏ đi liền, thấy không? Bởi vì nó kêu mà ma bắt coi mặt người ta, cái người mà nó không sợ, con ma nó không nhát. Còn cái mặt mét mét, mà nó nhát, có vậy thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Người tu thiền tông có được coi ngày giờ mua bán cưới hỏi hay cất nhà hay không ạ? À? Công đức có bị bôi đen hay không? Đó không có bôi gì hết rồi á. Bây giờ thì mình làm cha làm mẹ, mình lên cưới vợ chồng con, ta nói ngày nay chủ nhật á, mày làm đi. Đừng có coi ba cái lịch tàu bỏ đi, ai rầy. Thằng Tây mình có cái vụ lịch tàu, chứ thằng Tây nó có lịch tàu không? Nó có chứ đúng ngày chủ nhật nó làm, rồi có thằng Tây nào chết không? Không, bên đây tại có cái lịch tàu nữa, ngày tốt ngày xấu. Bây giờ nói cái ngày mà mở khai trương, mẹ đa số là thứ hai tôi khai trương á. Tại trúng không biết, có ai biết nó cũng quen rồi, tại còn mình. Và thứ nhất là mấy cái ông thầy mà ông học coi ngày giờ rõ, ông còn hù mình nữa. Ông lại giờ ông hù nữa chứ, để ông có tiền. Mình gan, bây giờ tôi nói à, mình cử cho tôi nói, trên trái đất này, đạo Thiên Chúa có coi gì không?
Thiên Chúa đâu có gì đâu mà có ông nào chết gì đâu, thấy không? Tại sao cái đạo Phật mình nó lèm nhèm quá chừng à? Đâu Thiên Chúa có ông nào coi bói không? Đâu Thiên Chúa, đâu Thiên Chúa có nào coi ngày giờ? Có, chứ đúng Chủ Nhật vô nhà thờ xem lễ ngày 3-4 lễ gì đó thôi. Tập quen vậy đi, người ta đạo thánh mà ta còn giỏi hơn cái đạo Phật. Đạo Phật toàn năng toàn giác mà vậy thì nó dở quá. Đạo Phật là đạo toàn năng toàn giác mà mình không hiểu học cái này, rồi đem ông Phật ra thờ, rồi xin Phật bữa này tốt. Trời, con mà con mình đi học đi vô chùa đốt nhang để cầu cho nó đậu nổi. Ông Phật hồi đó con tao có cầu gì nó cũng đậu. Thấy không? Học đạo Phật Thiền Tông học gan, đừng có tin bất cứ gì hết. Rồi con hỏi tiếp. Thầy thường nói thánh là loài chỉ cho loài cô hồn, nhưng mà người đời thì thường nói là thánh nhân, thì không lẽ thánh nhân này cũng là cô hồn hay sao ạ? Vậy thánh là thánh nhân là khác. Cái người ta giỏi ta gọi là thánh nhân thôi, cái người giỏi chỉ đấy. Còn cái cô hồn là nó khác, thánh nó khác. Thánh là người ta biết làm này làm kia, cô hồn nó dình dực thôi. Thánh là thánh, cô hồn là cô hồn, chứ sao chung một được, thấy không? Nhưng mà tôi nói đó, thì phải hiểu bằng trí tuệ. Tự nhiên người ta thánh mà nói người ta cô hồn nó đập anh chết luôn á. Cô hồn nó không đập mà cái người thờ cô hồn cũng đập á. Nó phải hiểu. Thánh là thánh, cô hồn là cô hồn. Giống như mình đây con người. Người ta không lẽ người ta ăn mặc đàng hoàng mà kêu người ta thằng cô hồn đâu được. Cũng con người nhưng mà anh đi giật người ta, tôi mới kêu anh cô hồn. Còn anh không có giật mà tự nhiên ta ăn mặc đàng hoàng, mặc áo vest đàng hoàng đó, gọi là cô hồn đâu có được. Không, đừng có nói tầm bậy. Học đạo Phật Thiền Tông học bằng trí tuệ. Cái người nào danh dự người ta là cô hồn, còn người đàng hoàng gọi là thánh. Hoặc là bây giờ người ta người đàng hoàng giàu có, mình phải xương kêu ta gì là thưa ngài. Còn cái thằng nào nó giật ô mày kêu bằng mày, còn ăn mặc đàng hoàng thì mình kêu là thưa ngài, cũng là con người ha. Tùy theo mình gọi cô hồn mà là không, là do cái hành động của người ta. Ta chưa đi chi lường gạt người ta, nói ô ông mày cô hồn cắt đảng, mình đi lường gạt tao được. Người ta không có lường gạt mình, mày kêu người ta cô hồn cũng đập mình chết luôn. Rồi hỏi tiếp đi. Ông Hồ Văn Vinh xin thầy giải thích dùm ba câu dưới đây. Một, đường về Phật giới công đức vô lượng thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Hai, đường về Phật giới công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Ba, đường về Phật giới công đức ít nhưng phước đức và ác đức nhiều, trong vòng 8 tiếng sẽ thức dậy. Xin thầy giải thích dùm tại sao lại có sự sai biệt về thời gian như vậy ạ? Cái sai biệt này là nó đang tranh luận về cái vấn đề nhân quả. Do ông thần trong cái lúc mà 8 giờ thức dậy á, thì ông cũng đã hỏi trong đó rồi, giờ sao hai người mới tranh luận, mày công đức nhiều ác đức nhiều tao đẩy mày đi. Bây giờ nó có công đức ông mới thương lượng nha, còn không công đức ông đẩy liền. Rồi mày có phước đức nhiều sao mày đi không? Thì ăn thua đó, hai người tranh luận trong thời gian giải quyết 8 tiếng đồng hồ. Không, sau 8 tiếng đồng hồ mà không xong, ông thực thi nhân quả liền. Còn nếu mà trong 8 tiếng đồng hồ này có công đức, rồi ông thao cho mày đi đó. Cho đi ra để chứ vừa ra rồi, và mày muốn về Phật giới ta cho, mày có đủ điều kiện về. Ác đức, phước đức tự vô trong trung tâm nhân hành nó bỏ đi. Chứ ông thần cũng không bỏ được vô đó tự nó. Cũng như mình vô đó mình ở dơ vô đó, nước nó rửa sạch hết, không có dơ vậy thôi. Đó mình phải hiểu cái này. Tại vì trong cái lúc này là trong cái lúc tranh luận với nhau giữa trung ấm thân và ông thần tranh luận. Bây giờ mày có ác đức nè, tao thực thi mày. Nhưng mà tao kẹt là mày có công đức, tao không thực thi được. Hoặc là mày có phước đức nè, đi lên, tao không thực thi, giờ mày muốn sao? Nó thôi, tôi muốn về, tôi lại ông, tôi về, tôi sợ quá. Rồi,
giữa hai người là tranh luận nhau đúng 8 tiếng đồng hồ, hết hết nhiệm vụ, hết. Một, mày mà mày không ngặt ngủ là tao thực thi liền, có vậy thôi. Nó gì mới có vụ 8 tiếng. Còn cái mà công đức nhiều thôi, ông thần nào dám lại gần đâu. Vừa chết cái thức dậy liền, biết liền, thấy trong bóc đi. Mà muốn đi là phải hiểu cái đường về Phật giới, người ta đã dạy cho kỹ rồi, mà nói cho kỹ cái chuyện này. Thấy không? Còn cái vụ mà năm ăn năm thua đó thì nó còn thời gian nó ngắn hơn, nhưng còn cũng phải tranh luận. Mà còn tranh luận công phước đức nhiều, ác đức nhiều, tranh luận tối đa là 8 tiếng chứ không phải là 8 tiếng. 8 tiếng hết mức rồi đó. Giới hạn 8 tiếng. Phải quyết định, muốn về quyết định về thì cho về. Còn nếu phải muốn là tôi thấy về bển buồn quá thôi, cho tôi lên như Ngọc Hoàng tôi sống thời gian lên đi. Thì ông quăng mình lên trển thôi. Đó, vì thế là nó có ba cái trường hợp: công đức nhiều, công đức trung bình và ác đức, phước đức nhiều, công đức ít. Nhưng mà ít nhiều gì bắt đầu phải mở con mắt Phật ra. Thấy không? Phải có công đức mới mở, thấy con đường đi ra được. Thì mới đi được. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi của Phật tử Thiền Tông Nguyễn Văn Đức ở Hà Tĩnh hỏi: như bác đã nói, người tu pháp môn niệm Phật muốn về cõi Tây Phương Cực Lạc phải làm phước cho thật nhiều, bạc tỷ như bác đã nói. Nếu mình không đủ tài vật để làm phước thật lớn như vậy thì có còn cách nào khác để làm phước hay không ạ? Bây giờ thế giới vật lý này nè. Bây giờ đi ra công ty du lịch á. Giờ đi du lịch Sài Gòn Hà Nội là nội địa nó rẻ hơn. Sài Gòn Bắc Kinh xuất ngoại mắc hơn. Sài Gòn Paris nó xa hơn nữa, nó mắc hơn chút. Anh muốn đi đâu? Là gì đi lên mà đi Tây, nhớ một lần Tây Phương Cực Lạc, đi giảng sanh Tây Phương nó khác. Giống như mình đây đi qua bên phương Tây, tôi ở nhà con cháu tôi thôi, tôi không đi chơi đâu hết á. Thì chỉ mua vé máy bay qua bển ở đủ thôi. Còn qua bển mà không ở nhà con cháu mà ở khách sạn, mà khách sạn VIP phải khoảng 5 sao, đi chơi tròn là cái chỗ VIP không là bao nhiêu. Vì thế mà trong đạo Phật có nói là Tây Phương Cực Lạc. Anh đi cái chỗ nào, Tây Phương nào? Tây Phương thường hay là Tây Phương Cực Lạc? Giống như đi Mỹ, có vô chương trình Las Vegas không? Có vô Nhà Trắng không? Có vô Tòa Bạch Ốc không? Mới phải nhiều cái đấy. À, mỗi một nơi là thí dụ một nơi là nó cộng thêm 300 đô. Anh đi 10 đó, 10 địa điểm thì anh phải đóng thêm 3.000 đô. Còn nếu mua qua bên Tây Phương chơi không thì rẻ tiền lắm. Vì thế mà giảng sanh Tây Phương. Vì thế mà ông Phật Thích Ca cũng nói giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa di phậu mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bản lữ. Lên đó mà làm quen, làm bạn với Bồ Tát không phải nhỏ đâu. Giống như mình ra đây mà đi chơi rồi làm bạn với mấy ông bộ trưởng khác à. Đi chơi khác, chơi bình thường khác, mình phải hiểu cái nguyên tắc đó. Lên đó rồi mà đi hết cái câu này là sao cùng là sao? Là vô đó còn không phải vô cái chuyện mà ông Phật A-di-đà kiểm thiền nữa. Đi vô cái này học cao cấp à. Còn mà đi giảng sanh Tây Phương mà không được kiểm thiền là hạ phẩm hạ sanh, không được kiểm thiền. Mà thượng phẩm thượng sanh mới được kiểm thiền nha. Vô Tây Phương Cực Lạc mà phải hưởng phẩm hạ sanh thì A-di-đà mới cho đi học và đi kiểm thiền. Mình phải hiểu này, vì thế mà muốn lên đó học cái này đóng tiền thật nhiều. Một so sánh với tiền Việt Nam mình 1 tỷ á, mới đi học suốt rồi. Còn mới đi lên đó có 100 ngàn, hỏi làm gì, mà mình đi ngồi nhà thôi, tôi không đi đâu á. Thì 100 ngàn được rồi, hết 100 ngàn mà về. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa Thầy, người tu Thiền Tông mà không xuất được thơ hay kệ mà họ còn có tính chấp nữa, nhưng họ biết tạo công đức và học thuộc công thức thì họ có được trở về Phật giới hay không? Bây giờ cái thơ kệ là người ta áp dụng để cấp cho cái giấy này thôi.
Chứ còn bây giờ giống như bây giờ tôi nói là thí dụ con đi tu ti, bây giờ người lớn tuổi người ta đâu có vô trường người ta học đâu, ở ngoài người ta học tới năm thi gọi là thi tự do đó. Giờ tên này kìa, tôi muốn tôi đậu lớp 12 trung học thì anh mới vô đóng gọi là thi tự do, vô làm bài đúng là ta cho mình đậu. Còn cái chuyện mà giấy này giấy kia để chi, để sinh hoạt trong cái thế giới này. Bây giờ nói tôi Phật gia, bây giờ ví dụ mà bây giờ có Phật gia tôi đang nói chuyện nha, người ta hỏi với ông có cái bằng cấp gì không? À, tôi có cái bằng này nè, nó để xác nhận cho thế giới vật lý này thôi, chứ cái bằng cấp này đâu đem về qua đó được, đem về đó không cần cái này, nghĩa là anh đủ tiêu chuẩn anh đi ra chết do thần thực thi nhân quả. Anh không tu thiền tông mà anh hiểu cái này, ông thầy ông thần cũng sợ luôn, tạo công đức là ông thần sợ ông à. Vì đức trọng quỷ thần kinh, anh có bằng cấp thì cũng sợ, mà không bằng cấp cũng sợ. Ta sợ là gì? Vì cái lực công đức nó dương, ông thần nó là âm, nó phá, nó rọi, ông không chịu nổi, ông không dám lại gần vậy thôi. À, chứ đâu phải, ông không phải gì đâu. Có nghĩa là người này, thí dụ bây giờ đó, mình ở trong mình ai cũng có điện, có một hai quên thôi, nó nắm được. Mà trong mình mà có chừng 200 quên, có ai dám lại nắm mình không? Thì công đức nó cũng có dạng này. Công đức mà lớn là ông thần không dám đụng mình thôi. Mà nó lớn mà nó phát ra mạnh, cái cường lực mạnh không dám lại gần chứ đừng nó đụng. Vì thế mà thế giới này nè, tại sao điện 500 kV không dám trèo được gần đụng. Thấy không? Mà điện 10 V mình đứng gần được. 200-300 V đứng gần được. Điện 500 kV ai dám lại đứng gần, chỉ đứng gần thôi. Nó giật chết luôn, hút luôn mà chết luôn. Là cái thế giới giật âm dương này nó cũng nằm cái dạng này thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa thầy, mẹ con đã được truyền bí mật thiền tông, nhưng mẹ con không biết cách tạo công đức để về Phật giới, nên con có dặn rằng kiếp này mẹ không được về Phật giới, mẹ xin nguyện tiếp theo dòng thiền tông để trở về dòng tộc, để sau này được gặp pháp môn thiền tông. Con nguyện như vậy thì có được hay không ạ? Không được. Nguyên tắc vô dòng tộc phải là đi bằng nhân quả. Anh đã tu thiền tông rồi mà anh không làm bất cứ cái gì thì nó theo cái nghiệp của mình, chứ không có nguyện cái gì. Cái nguyện đây là nó vui chơi, không có nguyện. Cái nguyện ở thế giới vật lý này được nè, tôi bố thí cho bà này tiền để tôi nguyện tôi lên chỗ nào thì được. Gọi là mình có tiền, mình muốn. Giống như có tiền 15 địa điểm du lịch đó, tôi muốn cái chỗ này thì người ta cho mình đi. Còn bây giờ nó tôi có mà tôi muốn du lịch, hỏi muốn cho nào, ông cho đầu tôi đi đó. Thì cái thằng du lịch nó đẩy mình đi thôi. Cái nguyện là cái muốn. Mà muốn là trong thế giới vật lý. Còn muốn mà với điều kiện mày phải có phước đức. Thế giới này muốn phải có phước đức. Chứ không có phước đức đừng có mong nguyện, ngồi đó nói chuyện cho vui thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Phật gia Phạm Thị Hạnh ở Nghệ An hỏi: Phật Hoàng Trần Nhân Tông ngồi xếp bằng hai chân và hai tay đặt úp xuống đầu gối, như vậy có ý nghĩa gì ạ? Ở trong cái bài mà sáu pháp môn tu, cái đó là gọi là thủ ấn á, thủ ấn xúc địa thủ ấn đó. Chạm bất ông muốn là ông dạy cái pháp môn này là tại trái đất này nè. Đó là ông bắt ấn là xúc địa thủ ấn. Ông Trần Nhân Tông vì thế mà ông mới viết ra được những câu thơ câu kệ để lưu lại cho thế gian này, gọi là xúc địa thủ ấn. Đó, ông Trần Nhân Tông ông tu có rõ ràng vậy chứ không phải không đâu. Nhưng mà ta không hiểu là tại sao ông làm vậy. Bây giờ bữa nay là sáu pháp môn tu đã công bố ra rồi, thì cái pháp môn đó là gọi là người nào ông Phật nào mà muốn tu mà để cái bàn tay xuống vậy đó là muốn giúp cho cái trái đất này, giúp cho người trái đất này là xúc địa thủ ấn. Rồi câu hỏi tiếp đi. Một người đã được truyền bí mật thiền tông rồi, sau đó lại chê bai pháp môn thiền tông và tu theo pháp môn tiểu thừa, thì cái người đó bị nhân quả như thế nào ạ? Đây không có nhân quả, thế giới này không có nhân quả. Mà nó
Nghĩa là anh ông Phật có nói rồi, cái này là không có nhân quả. Chửi Như Lai tội không bằng bằng như chê cái này. Đó, rồi theo cái đường nó đi vậy. Không có nhân quả gì trời đất. Chê. Bởi vì người ta thường ta nói là ghét của nào trời trao của đó. Có vậy thôi, không có chân quả gì đó. Anh vô đây rồi, bởi vì tôi mới nói nè, tôi nói trước á, tất cả những người tu vô đây là 10 phần, sự thật đó nó giả còn 50-60% chúng ít rồi. Nó vô đây để nó kiếm danh kiếm lợi, thấy không? Rồi nó thấy không danh lợi không được, nó bỏ vậy thôi. Nhưng mà nó nguyên tắc thế giới này, anh ghét cái nào, anh phá cái nào là anh sẽ vào cái chỗ đó đó. Nó mình phải hiểu cái chỗ này đó. Chứ đừng có tưởng đâu thấy thiền tông dễ nhào vô đi ra ngoài, thà là mình ra xin là làm tin đi, đừng nói vậy đó, nó không khả năng được. Chứ đừng có trở lại là chửi lại coi chừng, thấy không? Ghét cái nào thì ông thần cũng cho mình cái đó, nói ông trời cho vui chứ thì ông thần. Rồi câu hỏi tiếp đi. Cô Nga ở Hải Phòng xin được chia sẻ phương pháp thực tế mà cô đã thực hành đạt được pháp trần như sau. Tự mình đọc bài Đường Về Phật Giới bằng tiếng của mình rồi ghi âm vào thẻ nhớ, cho thẻ nhớ vào đài và nghe bằng tai nghe chứ không bật loa ngoài. Nếu học thuộc được rồi thì vừa nghe bằng tai nghe vừa nhẩm theo bằng ý. Nghe hàng ngày như vậy trong một thời gian dài thì tiếng đọc của mình sẽ tự phát ra, chứ mình không cần phải đọc theo nữa. Con xin hỏi ý kiến của bác, phương pháp này con thực hành đã thành công rồi, thì một lần nữa con chia sẻ lại cho người khác biết được như vậy có được không ạ? Con làm vậy con có công đức á. Nên nhớ làm vậy là có công đức á. Công đức lớn rồi chứ không phải nhỏ đâu. Thay vì người ta giúp người hiểu có một điểm đâu, cái này giúp cái kiểu này 10 điểm á. Nó lớn hơn cái kia nhiều. Bởi vì cái phần này mới vừa ra thôi. Bây giờ đấy ta, cái đạo Phật Thiền Tông nó chuẩn bị đi vào kết thúc. Vì thế mà tất cả những cái gì người ta sẽ nói hết ra cho. Như bữa nay nói vấn đề mà sáu pháp môn, hồi xưa đâu ai biết. Nghe nói tu chứ đâu có biết gì. Cậu nói mù mờ thôi. Bây giờ ta in thành sách ta cho đó. Có truyền bá cái này thì có công đức rất lớn, không có tốn tiền nhiều. Bây giờ tôi nói thế này, thí dụ cái này ra mà người ta nghe, người ta biết á, cái ông hoặc cái bà kia ngày xưa tu cái gì đó, ông tưởng là cái này là cái pháp này là chánh của đạo Phật, chánh, cái gì cũng chánh hết. Nhưng mà người ta nghe, người ta hiểu, người ta phân tích mà, đưa sáu pháp môn người ta phân tích, thì người ta hiểu. Người ta hiểu, người ta đi theo, thì chắc chắn là mình có công đức. Rất đơn giản, không tốn gì nhiều hết. Cái này người ta in, ta cho luôn chứ không bán. Còn mình có tiền đi photo lại, ta có hình thấy rồi đem photo lại thôi. Còn mình không có tiền, xin báo cho chùa nó cho. Giờ muốn xin bao nhiêu ta cũng vẫn cho bao nhiêu. Chứ không phải là xin một quyển, xin quyển thứ hai từ chối, không có. Muốn xin bao nhiêu cũng được, với điều kiện là phải phát cho người ta, chứ đừng đem đi bán. Nhớ là tuyệt đối đừng có bán là chết à. Bán là đừng có giỡn mặt với, đừng có uống thuốc độc à. Bán cái này giống như uống thuốc độc à. Chúng mà nhỏ đâu. Rồi làm như con Nga thì rất đúng. Rồi nếu mà có nhiều người mà bắt chước rất tốt. Chứ cái này không có nhân quả, rất tốt. Rồi con hỏi tiếp đi. Phật tử Thiền Tông Lâm Thị Hiền ở Nghệ An xin hỏi, người tu Thiền Tông có thể tập thêm pháp luân công để nâng cao sức khỏe được không ạ? Chuyển pháp luân đó thì nó có, thì sức khỏe thì tốt. Nhưng mà đừng có dính nè. Nó dính rồi đó. Luân công nó chuyển được là cái gì? Ai chuyển? Thánh chuyển. Mình theo cái này, mình đi chuyển mà đi khoe người ta rồi khỏi chết. Thiền Tông mất liền, dầu có tạo cái gì cũng mất hết. Nhớ là tất cả những cái gì có được ở trên thế đất này gọi là chứng đắc. Chứng đắc phải theo chứng đắc. Rồi sao? Thế giới chứng đắc là nó quay theo kiểu quy luật vật lý là anh chết. Thấy không?
Còn bây giờ á, bây giờ cái chuyện ví dụ anh đi tập cái thể thao nó không, ông thánh không có giúp, mà nó là cơ bắp nó giúp. Còn bên ngồi anh chuyển, anh tưởng mà chuyển anh phải tưởng, tiễn nó phải đi. Ai làm cho nó đi là thánh làm. Rồi lúc đó đi khoe người ta, rồi đi biểu diễn cho người ta nghe, rồi đi dạy người ta, rồi dính vô thế giới vật chất, thế giới vật lý thì mình coi chừng. Thấy không? Làm cái gì cũng được, đừng chấp, đừng tham là được. Chứ làm mà chấp mà tham thôi. Đừng đi làm cái chuyện khác, đừng có vô lừa cái thiền tông này chi cho mất công. Khúc đó rồi cứu mình không nổi đâu. Đức Phật nói, tôi nói tại sao mà, tại sao ngài kêu của quyền ký vừa ra bao nhiêu người đi mà tôi không nói. Rồi bây giờ giáo lý chuẩn bị ra, thấy không, chuẩn bị ra rồi sao đây? Quyền ký thì nó chạy có 120 cây số trên xe hơi, thắng một cái quay đầu á. Còn cái giáo lý này nó chạy tại cả 1000 cây số, chạy trên trời á. Vì máy bay nó chạy 1200 cây số đó, rồi sao thắng được không? Nó phải chú ý cái vụ này. Thiền tông, bởi vì tôi nói là thiền tông, giáo lý thiền tông ra là nó giết người hàng loạt luôn. Quyền ký nó giết lẻ tẻ thôi, nó bắn giống như hồi xưa mà Tây nó mới chế súng răng xít ra, 536 nó chế bắn cái đùng cái, nó nhúng nước nó bắn cái thứ hai. Bây giờ khỏi nhúng nước, nó bắn là phan luôn. Nó bắn ầm ầm luôn, rồi bây giờ nó không bắn ầm ầm nữa. Mà nó quăng xuống một trái mấy chục cây số xung quanh chết hết. Nó lên tới cái mức độ của nó. Thiền tông quyền ký nó ra là nó ra cái khủng khiếp vậy chứ không biết đâu. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi số 2. Bị nghiệp gì mà thành cô hồn chúa? Cái này đâu có nghiệp gì đâu. Anh làm phước thiện mà anh chấp nhiều á. Bây giờ cô hồn chúa nó, thí dụ nó có 10 điểm đi. Cái ông sao này lên giờ nó làm cô hồn mà nó có 1000 điểm, thôi mày xuống tao thấy mày á. Không phải cái đó, là cái do cái làm phước nhiều mà có công, có cái kiến chấp nhiều. Đó là mới là cô hồn chúa. Cho ta làm gì? Thì bây giờ mình suy nghĩ nè, mấy anh giang hồ á, trong nhóm 50 thằng nó phải tuyển một thằng gọi là kêu bằng là cô hồn chúa, cô hồn các đảng chúa. Có thằng kia 10 điểm, thằng kia tao là 20. Sao mày xuống tao lên? Do cái cô hồn này, cái người bình thường á là cô hồn gọi là bình thường thôi, thừa hành thôi. Còn cô hồn chúa thì anh phải làm phước cho nhiều, anh cấp cho dữ là mới làm cô hồn chúa được. Mà cô hồn chúa tùy theo ở quốc gia, mà anh phá được cái chỗ quốc gia thì anh lên thế giới, mà phá được thế giới thì mới đánh thằng chay xuống. Đó, cô hồn nó vậy là do cái kiến chấp và cái làm phước. Phước mà kiến chấp thì mới làm cô hồn. Phước bình thường thì hưởng phước dương. Thấy không? Còn phước thanh tịnh thì lên cực lạc. Còn phước mà hơn thua tranh đấu nhau vô làm cô hồn các đảng ở trái đất này. Rồi hỏi tiếp đi. Một Phật gia năm nay 77 tuổi, còn 5 ngày nữa thì mất. Phật gia có tạo công đức trong sáng thì như vậy người này có được trở về Phật giới hay không? Trong sáng không là do mình, chứ mình nói biết mình trong sáng mình có tạo được không? Nó do mình thôi. Chứ là sao người ta hỏi biết? Có nghĩa là anh về Phật giới trong sáng anh về được. Thần nó cho anh đi về. Nhưng mà nó phải qua thử thách ba ông cô hồn vậy thôi. Về được lòng do mình biết, chứ đi hỏi người ta sao cho biết. Mình mà đi nói thiệt xin lỗi 10 người mà hỏi như này là họ chấp nội cái đó coi chừng không có về được. Nó là tôi nay tôi có công đức rồi thua. Anh chỉ tạo công đức mà anh chỉ cần nói ra thì anh không đi được rồi, chứ đừng có nói. Thấy không? Cái gì người ta dạy mình hiểu âm thầm mình đi thôi, chứ đừng có ngồi đó nữa. Tôi làm đầy cái được kia đừng nội hỏi cái này được kia là anh đã chấp rồi. Anh đã chấp là anh dính vô cái thế giới nhân quả này rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Chú
Câu hỏi của bà Nguyễn Thị Két ở Thanh Hóa hỏi: khi một Phật gia bỏ thế về quê, có phải lập bàn thờ thờ mười phương chư Phật và bàn thờ ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay không ạ? À? Là sao? Bỏ. Nói rõ là. Tức là một Phật gia muốn về quê thì có phải lập bàn thờ để thờ mười phương và bàn thờ ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không ạ? À? Về quê thì quê gì, quê nào? Quê Phật giới phải không? Nếu mà về Phật giới, tôi nói bây giờ nè, ở đây mình hiểu cái này, lập cái bàn thờ Thiền Tông cho nó biết vậy thôi. Vậy thì không đốt nhang nữa, thờ cái gì? Bây giờ mình muốn về mình hiểu cái này, ý mình làm bàn thờ để chi? Cho bà con ta đến, ta thấy, ta hỏi, ủa? Rồi mình mới giải thích cho ta nghe. Rồi bây giờ nè, nó có cái thủ ấn tu sát pháp môn này nè, làm ơn bỏ nhà vài chục quyển đi, hỏi họ thắc mắc thì mình đừng có giải thích, đưa này tôi cho chị mượn nè, tu tu cái anh thứ sáu này nè, để chi mình dụ bằng cách này nè, người ta thấy người ta vô vô là được. Mình phải hiểu cái này, đừng có mong là thờ cho đẹp này kia kia đó, đừng, chỉ hình thức thôi, vì không được đốt nhang thì làm sao có cái chuyện mà ấy, mà nói này nói kia được, phải hiểu vậy, thấy không? Còn cái chuyện mà không có cầu mười phương chư Phật, không có cầu ai hết á, ông Phật nói tôi dạy thì phải nghe, không nghe thôi, chứ đừng có cầu ta, thấy không? Ông có cầu, lấy âm thanh cầu sắc cầu ta, âm thanh cầu ta, người lấy hành tà đạo chết rồi, cầu gì? Không có cầu mà không có hồn hướng, không có nguyện gì. Thiền Tông dẹp hết thế giới này, ngũ thú tập cư, không có hào ai. Ông Thích Ca không có ngồi đây. Ông Thích Ca vô đây là tôi dạy rồi đó, dạy ông sáu pháp môn đó. Ông muốn tu cái gì tu, muốn về thì đúng theo cái đường về. Rồi sẽ có người rước ông về, có vậy thôi. Tuyệt đối đừng có cầu, cầu cái là bắt đầu suy nghĩ à, cầu là phải cúng. Rồi sao đây? Cúng là sao? Mới vừa cầu á, đêm ngủ sáng cái này Như Lai rồi, Như Lai ta chứng cho con á, rồi sao đấy? Ôi trời, linh quá, ngày mai mai cầu tiếp Như Lai xuất hiện tiếp, rồi sao? Mình phải hiểu cái thế giới này, không cầu, không cúng, không lại, không xin ai hết. Ta chỉ biết đường đi, giống như học trò ông thầy giáo dạy rồi đó, mẹ con về con biết, con học theo đó đó. Chứ đừng ngầu quay cái mặt đó, thôi con cảm ơn thầy, con lại thầy, chết mẹ. Cứ tối ngày gặp lại ông thầy giáo thôi. Ông không gặp mặt mình, gặp mặt mình chắc không đạp mình nữa. Tao dạy mày biết chữ, chứ mày ngồi đó mày lại tao hoài, làm sao mày biết chữ. Thấy không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Khi một Phật gia bỏ thế về quê, cái đây có nghĩa là... chết đó. Nó chết cho rồi, rồi về quê. Khi một Phật gia bỏ thế về quê, khi đi thiêu xong thì gửi vào chùa, xin hỏi về cái kích thước của cái để mà để hài cốt đó phải rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu để con dặn con cháu biết mà làm theo. Cái đó là tùy theo cái chỗ người ta tổ chức. Ta tổ chức mình muốn gửi đâu thì mình lại mình coi chỗ đó, chứ sao biết nó kích thước được, phải không? À, mình lại hỏi bây giờ tôi muốn gửi vô cái chùa này nè, cái hũ bà lớn thì ta cho mình kích thước mình tự mình làm. Trong nhà thiêu nó có bán 3-4 loại chứ không phải một loại, từ loại 1, loại 2, loại 3 thì mình mua cái gì mình mua đó. Còn bây đâu có hỏi cái này được, ở đây tôi đâu có tổ chức thiêu đâu mà hỏi tôi đó. Muốn ở đâu thì lại hỏi chỗ đó à, nó có 3 loại, muốn loại gọi là tiểu trung đại, muốn hỏi nào thì hỏi. Mà nó nhiều cách nữa, có cái làm trong cái bình sen, có cái làm với cái hồn, có lúc làm trong cái quan tài gì đó. Rồi có hỏi tiếp đi. Con cháu của con nó làm ăn bị bọn cô hồn đến quấy phá, như vậy con có nên tụng chú thủ lăng nghiêm hay không ạ? Đừng có tụng cô hồn quậy phá, cúng cho nó ăn chứ tụng chú chi. Tụng chú nó thuộc về quỳ lạc vô thần, thần đấu trị nó, coi chừng là tụng chú nó đập. Có nghĩa là tụng chú thủ lăng nghiêm để chi? Nó đối trị mấy ông nội nè, nó đuổi á. Mà nếu mà mình tụng mà không có lực nha, nó giết lại mình á.
chứ không phải dễ đâu. Hồi xưa mà ông Phật á, ông sử dụng chú Tiểu Liêm để ông trị. Nó nói thiệt, trong kinh nó nói gì đơn giản cho ông trị ba lần. Lần nhất ông tụng ít, ông chữ ít, nó cười. Lần thứ hai nó cũng cười. Lần thứ ba ông phải quyết chí làm nâng cấp lên. Thì cái cô hồn nó nhập vô bà mụ ma đàn già đó, quảng nó chạy ra. Chứ đâu phải có một đâu. Ông cũng tụ thú theo là nghiêm mà nó ba cái cấp bực trong đó, chứ không phải nhỏ đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thôi. Hỏi biên giấy còn cái thôi, chứ không cho dạ. Hỏi được. Hiện tại đã hết câu hỏi. Còn quý vị muốn đặt câu hỏi xin mời biên giấy. Qua bên đây nè. Ghi giấy nộp bên đây đi. Thì liền bây giờ còn dư khoảng 15 phút, có quý vị nào cầm micro có thể hỏi là anh hỏi, mời anh ạ. Qua cái bàn chứ không có hỏi đây được, không cho hỏi từ giờ, không có được, không. Dạ. Qua cái bàn viết lên cái bàn, viết trong giấy chứ để nói vòng vòng cũng được. Câu số 1 là từ trái đất đến mặt trời là khoảng 3.900 cây số, rồi từ trái đất đến tầng ozone cũng là 3.900 cây số. Con cũng chưa hiểu phần này, xin bác dễ giảng giùm con ạ. Hồi sáng có báo cáo rồi đó. Từ trái đất lên tới tầng ozone là 1.000 cây số. Bề dày cái tầng ozone từ 30 cây số đến 50 cây số tùy theo. Cái đất liền á thì nó là 50 cây số, còn ở ngoài hải đảo chỉ có 30 thôi. Tầng ozone nó bảo vệ là vậy. Từ trái đất lên tới cái tầng ozone là 1.000 cây số, còn từ đó đi lên có lúc là lên 50, 30 tùy theo. Ở ngoài hải đảo, ngoài biển thì tầng ozone nó mỏng, còn ở trong đất liền thì tầng ozone nó dày. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là tam giới thì có hai vòng điện từ âm và dương bảo vệ. Hành tinh ở cõi trời vô sắc thì là cấu tạo bằng điện từ không màu sắc. Trái đất thì cấu tạo bằng điện từ âm dương có màu sắc. Vậy thì những cái hành tinh, những cái vòng hoàng đạo này có vòng bảo vệ hay không? Vòng bảo vệ thì nó duy nhất chỉ có một thôi, một ở bên ngoài, số 5 á. Nó bao chung cho 5, cái 4 cái bầu hoàng đạo ở trong này. Bảo vệ duy nhất chỉ có bên ngoài thôi. Lên cái bầu hoàng đạo số 4 là hết rồi. Số 5 là bầu bảo vệ. Mình mới suy nghĩ vậy. Như trái đất á, như trái bàn, cái số 1 nằm ở giữa là mặt trời, số 2 nó chụp lên là cái bầu của tam giới, ở trái đất á, 6 trái đất á. Rồi cái cõi trời dục giới hữu sắc và vô sắc. Giống như là 5 trái bàn nó chụp nhau xung quanh bên ngoài trái bàn đó, bên ngoài 5 trái bàn này là Phật giới đó. Nó mình phải hiểu cái thế giới này. Muốn làm cái này nhưng mà không có làm được, nó rất kỳ công. Mà nếu mà làm sơ sài nó sập à. Còn nếu mà làm đúng mức của nó thì tiền rất nhiều, mà không có cái đất để mà, không có cái quỹ đất để mà làm cái tam giới này. Vì thế mà ta chỉ làm tam giới mặt cắt ngang thôi, chỉ biết hình dung thôi, thắc mắc hỏi người ta nói cho nghe thôi, chứ làm đó nó mất tiền lắm. Rồi con hỏi tiếp đi. Ở cõi trời Đế Thích là chỉ dành cho những người mang dòng họ Thích của thế gian, khi mà tu thì mới được lên cõi trời Đế Thích. Vậy thì có được, các họ khác có tu thì có được lên hay không ạ?
Trong đó, trong cái bầu đó nó có đế thích rồi đủ đủ thứ, đế thích, đế thiên. Cái người đế thiên là gì? Là tu theo cái đó, tu theo cái đạo tiên đó, đạo trời đó. Ha? Trong đó nó có cái đế thích là nó dùng cho những vị thầy mà tu làm ở trong tu mà không giải thoát, mà tu làm phước nhiều lên cái đó ở. À, trong đó có đế thích rồi tu diệm ma rồi tu xuất đà gì đó, nó mọi cái bầu dục giới nó rất nhiều. Mình ở thế gian này mình tu gì nó lên chỗ đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Người cô hồn mà trị bệnh giúp cho người ở thế gian này không lấy tiền cũng không nhận gì cả, vậy cô hồn đó muốn gì ở thế gian này ạ? À? Bây giờ đây là nói thiệt á. Cái cô hồn mà tu mà không lấy tiền, có mục đích, ta là từ thiện. Ta muốn làm từ thiện là gì? Không làm phước. Ông không lấy tiền là ông làm phước. Thì nữa ông chết ông nằm ở đâu? Lên cõi trời dục giới ông sống. Thế vậy thôi chứ. Thế gian này không có cái gì mà làm không cho ai hết. Có nghĩa là không lấy tiền có nghĩa là ông tích phước. Tích phước lên trên cái cõi trời hưởng phước thôi. Thế gian này không có cái chuyện mà cho không. Mục đích của người ta, mục đích sau cùng. Nhưng mà có nhiều người họ làm mới là họ tưởng họ tu cái này không lấy tiền họ thành Phật, không có thành được đâu. Chỉ có thành trời thì được chứ thành Phật là không được. Thành trời thì đi theo cái kiểu này, một là đưa tiền bố thí hay là lấy cái này gọi là lấy công bố thí. Thấy không? Thì cứ lên các cõi trời. Còn mà lấy cái công mà giúp cho người ta trở về Phật giới gọi là công đức thì mới về Phật giới thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong kinh An Vị Phật có hai câu: tấm y bá nạp trang hòa, đạm đám mây chở khách ta bà vân du, xin thầy giải thích giùm con hai câu này ạ. Nói cái này là tả mấy ông thầy ngồi chơi cho nó vui, tu nhàn hạ. À, thường thường tu nhàn hạ là cái này. Nhưng mà Thiền Tông nó cũng có nói cái này. Thiền Tông cũng tu nhàn hạ nhưng mà phải công đức nha. Còn cái đám mây chở khách ta bà vân du là tu tiên. Nó sẽ ép vô là tu nhàn hạ, là tu tiên. Còn tu Phật cũng nhàn hạ, không tính, kêu không có dính gì hết, rất nhàn hạ. Nhưng phải tạo công đức để về Phật giới. Chữ nhàn hạ này áp dụng cho nhiều pháp môn tu, không phải là một pháp môn tu. Đó mình phải hiểu thế giới vật lý này. Cái nhàn hạ là gốc của ông tiên. Bởi vậy ông tiên, tiên ông nhàn hạ là nằm ở chỗ này. Rồi con hỏi tiếp đi. Một vị Bồ Tát khi xả lời nguyện xuống thế gian này không tu mà chỉ mượn thân tứ đại rồi về Phật giới, vậy thì Bồ Tát có được một vị Phật làm hoa tiêu dẫn đường hay không? Một giờ bây giờ Bồ Tát mà ở nước Cực Lạc á, mà nếu mà vừa xuống đây về Phật giới rất dễ. Nó xin lỗi đó, ở trên đó là từng nghe ông A Di Đà giảng về hoa khai kiến sạch kiến tánh Phật vô sanh rồi, thì xuống đây chỉ là mượn thân rồi lớn lên rồi để đi về thôi, tạo không tạo cũng như về, vì người ta đã là gọi là đã thành trước rồi. Giống như ông Thích Ca, ông cũng thành ở đâu? Thần trong cõi đâu xuất, thì bà này thành đâu? Thầu trên nước Cực Lạc. Nhưng mà ông Thích Ca có nhiệm vụ thì mới vô giáo hóa cái này, còn bà kia ông kia không có nhiệm vụ, đến đây làm cái trạm dần chân để đi về. À, chứ bà không cần tu, đây không cần tu, không cần bất cứ gì. Chúng ta đã hiểu rồi. Giống như ông Thế Ca thì ông có nhiệm vụ, ông xuống đây rồi ông làm bộ, ông ngồi, ông làm thành Phật để ông dạy người ta thôi. Chứ mấy bà kia đâu có cần dạy, xuống đây sanh ra con người để rồi tạo được cái trung ấm thân đi về thôi. Mình phải hiểu cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa thầy, người không tu pháp môn nào chỉ thờ cúng ông bà, khi qua đời thì lễ tang phải làm như thế nào để bớt tốn kém? Có cần đọc kinh không? Và nếu có thì phải đọc kinh nào ạ? Ông bà mình nếu mà tu thiền thì tiễn Phật gia. Còn nếu mà bình thường thì sao?
thì kiếm cái tờ cái, nếu mình không ấy thì mình lấy những cái bộ kinh mà của mấy ông vật lý ra tụng, mình khỏi mướn. Còn nếu ấy mà mình mướn mấy ông tới, cái nếu mà ông bà mình tu thiền tông thì áp dụng theo thiền tông, không tu thiền tông thì áp dụng theo vật lý. Có tiền mướn ông cứ một đòn tụng một tiếng, mười đòn mười tiếng. Còn nếu không ấy thì tụng chừng lần hai lần thôi. Còn nếu mà không tiền mua cái băng về tụng, nói cái gì nó cũng qua hết chứ đâu có làm sao. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, Đức Phật dạy Vu Lan báo hiếu là người sống hay người đã chết ạ? Này đúng chứ sao đúng, nhưng mà tại về sau mấy ông thầy ông thêm một hai cái câu nó sai thôi. Chứ Vu Lan báo hiếu nó nằm ở trong cái nhân nghĩa lễ trí tính á, thế gian phải làm cái này. Còn mình mà hiện giờ tu giải thoát phải áp dụng theo cái giải thoát. Thấy không? Vu Lan báo hiếu là áp dụng cho những người tu vật lý. Cái này cũng do ông Phật viết cho ông ai, nhưng mà có nhiều người thay đổi nhiều cái chỗ. Bữa nào đem cái kinh đó ra đọc từ câu rồi tôi chỉ cái chỗ sai cho. À, một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung, mục liên chứng đặc lục thông, muốn cho cha mẹ thoát dòng trầm luân. Lại đây học nói từ câu tôi sẽ giải thích cái sai của cái kinh báo hiếu này. Do mấy ông thầy ổng giảng. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, nếu báo hiếu người đã chết thì không biết ông bà cha mẹ mình đi các cõi hoặc làm các loài nào, nhưng các thầy ở chùa Vật Lý nói là tháng 7 là cầu siêu để xá tội vong linh. Nếu xá tội vong linh thì đi về đâu ạ? Bây giờ đó, cái dòng tháng 7 này nè, cúng là cúng ai? Đó gọi là cúng cô hồn, chứ đâu phải nó cúng thánh đâu. Thì chẳng người mà kêu bằng ông bà cha mẹ là con cháu mà cứ làm cô hồn các đảng lang thang, ngày rằm tháng 7 nó sẽ đến, nó nghe được cái bài này nó tỉnh ngộ, nó trở lại làm người. Duy nhất chỉ độ được cô hồn thôi. Vì thế mà ta gọi là tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Nghe không? Xá tội vong nhân là vong cô hồn á. Chứ không có ông bà mình lên cõi trời ở rồi còn xá gì, hoặc về Phật giới xá gì, hoặc là làm con súc sanh không được, rồi là địa ngục làm sao nó nghe. Mày cũng con súc sanh nó cũng không có nghe, mà duy nhất chỉ là cô hồn. Nếu ông bà mình là cô hồn các đảng thì nên tụng cái này, còn nếu ông bà mình không là cô hồn các đảng thôi đừng có tụng. Thấy không? Chứ có nhiều người họ lầm, nó giờ để năm nào cũng đi vô chùa để cúng cho vong linh của mẹ. Trời ơi, cứ năm rồi cúng bà không lên, năm nay cúng tiếp cho bà lên. Biết chừng nào mày biết bà lên bà hiện bà nói cho mình nghe thì được. Có nghĩa là mình xá cái này là đúng chứ không phải không, nhưng mà mình xem xét cái cha mẹ mình có bị cái này không. Hồi xưa đó ổng bả ưa trình dứt của người ta đó, thì cúng. Còn bây giờ ổng bả hồi xưa cũng tu tâm tích đức đủ chuyện hết rồi, làm sao cúng cái chuyện này được. Mình cúng là nó sai. Rồi nghe mấy ông thầy ru ngủ, cái năm nào cũng cúng hết, năm nào cũng mơ về cúng. Bây giờ ông Trần Văn Tông có cái quyển Trần Văn Tông nói sao, năm này cúng má mày lên trời ở, năm sau má mày xuống địa ngục rồi đưa tao cúng tiếp chứ. Có ai cái đọc ông Trần Văn Tông không? Thưa ông quan ông xử liền. Mày lừa gạt người ta, năm rồi mày đưa lên trên trời rồi bây giờ mày nói má mày xuống địa ngục. Thầy ông kia ông phạt gấp mấy lần. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa thầy, người không tu pháp môn nào chỉ thờ cúng ông bà, khi qua đời lễ tang cần làm những gì cần thiết để không phải tốn kém và vô ích, có cần phải đọc kinh không? Nếu đọc kinh thì đọc kinh nào ạ? Cái này hỏi trật lắc, trật địa chỉ luôn. Hỏi thiền tông tôi nói, chứ còn cái chuyện mà của thế gian thì tôi hỏi mấy ông thầy gì thế gian chứ sao hỏi đây. Thiền tông đâu có hỏi, đâu có trả lời cái này được.
Nhưng mà có một điều ta nhắc nhở mình nè. Bây giờ mình hỏi cha mẹ mình ăn ở như thế nào, rồi mà tôi mới trả lời cho đúng. Chứ hỏi chung chung sao ta trả lời được. Lục đạo luân hồi, mà giờ hỏi tôi giờ đi đường đâu. Muốn làm cái này phải trình bày ba mẹ tôi sao 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 đó, tôi nói cho nghe. Tôi phân tích, gọi là tôi phân tích về cái nhân quả. Coi nằm ở vào cái đoạn nào thì vô cái đoạn đấy. Chứ hỏi này hỏi chung chung cũng được. Hỏi chung chung thì hỏi mấy ông thầy chuyên môn cúng thì mới đúng hơn. Rồi câu hỏi tiếp. Thưa bác, thầy nói người độc thân khó tạo công đức. Vậy phải làm sao để tạo công đức ạ? Âm á, âm đã vô âm rồi thôi tạo gì nổi nữa. Giờ con suy nghĩ nè. Chứ hỏi con câu nè. Có khi nào con trâu mà đờn giọng cổ nó nghe không? Con trả lời được câu này chưa nói rằng. Có khi, vì trong thường nhân gian người ta nói đàn khải tai trâu. Con trâu nó có nghe tiếng đàn không? À, chú hỏi chứ con trâu nó có biết nghe giọng cổ không? Nghe ca nhạc không? Nó đã âm rồi nó không chịu nổi đâu. Con người mà âm còn chịu không nổi chứ đừng có nói cái loại mà cực âm. Đó, phải hiểu thế gian này. Nó khó cực kỳ chứ phải khó. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, thầy nói tạo công đức trong sáng thì thần chú ý. Vậy công đức trong sáng ít, thần có thả không? Hoa tiêu có xuất hiện không? Và được về Phật giới không ạ? À? Trong lúc mà công đức ít nhiều không biết, mà nếu nó sáng rồi ông thần ông cho về đó. Nhưng mà trước khi về ông phải hỏi mình giờ có công đức muốn về không? Về vẫn làm Phật có chút xíu á, chịu không? Thì về. Nhưng mà khi mà ông ra rồi đó, ra cái cửa luân hồi là sao? Ông thánh trận được, đi đâu đó? Tại sao có phước mà không lên trời hưởng mà đi đâu đây? Nói à thôi tôi về Phật giới, muốn về phải không? Rồi cái bắt đầu ông ngoắc ông Phật xuống. Phật ơi hiện đang này nó muốn về Phật giới nè. Rồi đây về Như Lai rước về. Đây nè, Như Lai hiện qua tiêu nè, cho con đi theo Như Lai về. Rồi sao? Đi theo là chết rồi. Vì thế phải thử ba lần. Là chỗ này đầu tiên hiện cái hoa tiêu rất xấu. Người nghe nó giải hồi nãy còn bị ông đó lừa, bây giờ này Như Lai thiệt nè, hiện hoa tiêu khá hơn chút. Biết nữa thì bỏ. Còn ba cửa mà thử được thì mới ra. Còn nếu mà không hiểu cái này, cái này giả, cái này thấy sáng quá thiệt, nhào vô dính luôn, không ra được. Phải không? Nó phải tu thiền tông, phải trí tuệ bằng cái kiểu đó đó, chứ không phải muốn nghe cái gì cũng nhào vô. Bởi vì tôi bảo là nghe đường về Phật giới phải nghe cho rõ và giải thích cho rõ, đừng có ham cái gì đấy. Khi ra rồi nếu mình không có kêu bằng cái đường về Phật giới bảo vệ mình thì phải áp dụng câu gặp Phật giết Phật, đi theo đường tôi không theo ai hết đó, vậy mới chắc. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, người tu thiền tông hay bị mọi người ghét và người này muốn về Phật giới, như vậy người này có về được không ạ? Ghét mình đừng có dính thôi. Nếu là mình ghét mà mình dính thì mình về không về được. Mà người ta ghét nó chửi kệ nó, giống như là tâm cảnh không dính nhau. Giống như thế gian người ta nói là nước đổ lá môn, nó đổ cỡ gì đổ nó không có dính thì về được. Mà nước mà đổ lá mít nó dính cứng ngắc cái đống không được. Và do về được không do mình, chứ không phải là do cái người dẫn mình đi. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là khi hoa tiêu dẫn chung ấm thân của mình đi trên đường về Phật giới, nhưng mà toàn thấy cảnh núi sông, núi non sông hồ, thì con phải làm sao ạ? Thấy núi non sông hồ có nghĩa là mình đi vòng vòng mà không ra. Con ngõ bung thẳng ra, trong một giây hai giây nó mất hết. Còn đi cả 5-10 phút mà thấy núi hoài sao rồi, ở cái đi vòng vòng. Giống như chiếc máy bay phi thuyền nó bay vòng vòng cho nó không thoát. Gọi là đi ra, gọi là đi thẳng, bung thẳng ra thì mới được, mới đúng.
Còn đi mà cứ vòng vòng hoài là tất nhiên ông Thánh dẫn mình đi đó, dẫn mình đi vòng vòng. Mà ông Thánh dẫn đi vòng rồi là tôi bảo đảm không có đâu, không có xa đâu. 5 phút sau thấy Phật liền, vô thấy thấy Phật quay nghi lắm, rồi thờ thúng rồi vô đó rồi lãnh lễ Phật cái này rồi xong. Thành Phật tại trái đất này luôn, chứ không phải thành Phật bên Phật giới. Rồi câu hỏi tiếp đi. Phật giới thì có chia ra từng vùng không thưa bác? Ví dụ như là Phật giới tiểu thiên, Phật giới trung thiên hay Phật giới đại thiên không ạ? Nó không có chia từng vùng đâu, nhưng mà nó có cái cụm. Thí dụ 1.000 cái tam giới nó gọi là một tiểu thiên, rồi 1.000.000 cái tam giới nó gọi là một trung thiên, rồi 1.000.000 cái tam giới nó riếp cái lượng là một là đại thiên. Mà tam thiên đại thiên là 1.000.000 mà nhân cho 3 lần thì nó ra bao nhiêu, thì mình tạm thời cho là 3.000.000 đi. Mà ông Phật nói trong trái đất này, trong thế giới càn khôn trụ nó có hằng hà sa số vậy đó, tính chứ không phải một tam giới hằng hà sa số đâu. Vì thế mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có nói một câu thế này nè: khi mà cái quyền ký Đức Phật nói ra thì sẽ hiểu cái câu là trái đất này giống như một cái hạt bụi vậy. Trong cái hạt bụi này nó chứa ra gì? Chứa có hằng hà sa số kinh trong đó, đó. Mà cuốn kinh đó, nó lớn bằng tam thiên đại thiên thế giới là như thế nào? Có nghĩa là cái kinh này nó trùm khắp cái trinh mà tinh chân lý này nè, nó trùm khắp trong cái tam giới chứ không phải nhỏ đâu. Vì thế mà trong kinh Đại Bác nó nói là một ai mà hiểu cái này, lấy một hạt bụi đập cái hạt bụi ra lấy được cái quyển kinh chứa bằng tam thiên đại thiên thế giới, ai hiểu cái này Thiền Tông mới mở được cái quyển này thôi. Còn nếu không phải Thiền Tông không mở được cái quyển kinh này. Nó mình phải hiểu trái đất mà ông nói như cái hạt bụi, rồi con mình là sao? Nếu con người mình là sao? Trái đất ông nói hạt bụi, con mình, con mình gọi là siêu vi trùng luôn, cờ siêu siêu vi trùng luôn. Đó mình phải hiểu. Vì Thiền Tông ra đời nó mới giải mã được những cái quyển kinh, 12 quyển kinh Đại Thừa của Đức Phật giải theo dòng Đại Thừa. Nó mình phải hiểu cái này thì mới hiểu cái giá trị của cái đạo Phật Thiền Tông này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo: tại sao rất nhiều vị tăng, thượng tọa, tiến sĩ Phật học lại nói Thiền Tông Tân Diệu là đạo tà, trong khi đó UNESCO và Hội Di sản lại công nhận và tặng bằng khen và kỷ niệm chương ạ? Bây giờ thì nói cái câu này tôi mới nói cái câu chuyện. Tôi không biết ai nói đạo tà, nhưng mà tôi căn cứ vào ông Thích Nhật Từ, ông nói cái câu này: Thiền Tông để cho người trí thức tu. Ai có nghe, ai đọc cái trên cái mạng, ông xác nhận rằng Thiền Tông là để cho người trí thức tu. Người không tu Thiền Tông nó khác. Rồi bây giờ đánh giá đi anh em, tôi không phân tích dài hơn, mà ông chỉ xác nhận rằng Thiền Tông là cho người trí thức tu, còn người tu kia là gì tự biết, tự trả lời, tôi không nói. Trí thức tu mới có nghĩa là tất cả ngồi đây là trí thức á. Rồi sao? Vì thế mà người ta mới nói là cái Thiền Tông là đạo tà, là đúng rồi. Mấy ông trí thức là ma hết. Rồi đây, rồi mấy ông muốn phản ứng sao? Phản ứng. Ông nói là Thiền Tông trí thức tu thì mấy người ngờ tu ở đây là gì? Là tà đạo. Tùy theo muốn phản ứng sao phản ứng, tôi không biết. Đó mình phải hiểu cái này. Vì thế mà ta chửi, tức như là chửi người trí thức là tà đạo, còn người mà không trí thức là chánh đạo. Cho nên là ông Thích Nhật Từ xác nhận vậy. Thì tôi thấy ông, bởi vì ông một tiến sĩ rất giỏi cái chỗ này. Vì thế mà ông bắt ma được, mà ông Thích Nhật Từ cũng bắt ma được. Đứa học trò đó nha, đứa học trò mà không cần học gì mà tới ngày tới giờ muốn thi, ông cho lá phép vô đậu liền.
mai mốt mình cố gắng á, chừng nào có con cháu đi thi là kiếm ổng đi, đóng ổng không nhiêu, chừng 2-3 triệu à, ổng cho phép đậu, tốt lắm, đừng có lo đó. Rồi hỏi tiếp đi. Câu tiếp theo là: tánh Phật có nhất thiết là phải đi luân hồi hết 6 cõi rồi mới có thể tạo công đức và trở về Phật giới không ạ? Nó mình sao nói biết được, có nhiều khi nó không xuống địa ngục mà đi cái lên trời trời hoài, chơi hoài sao? Cái đó mình đâu có biết, cái đó là do từng cá thể Phật luân hồi. Căn cứ vào ông Thích Ca, ông nói đó là ông luân hồi trên trái đất này chỗ nào cũng có xác chôn của ông, nên không phải xác người không đâu, xác con này con kia cũng là xác của ông á, thì mình phải hiểu như thế nào. Thì ông nói là mà 8 tỷ năm mà ông nói vậy là trên trái đất này chỗ nào cũng có ổng á. Có nghĩa là từ cái cây cũng là ổ ổng à, cái cây nó mọc lên cũng là cái khu này của ổng. Ổng chết cũng vậy, mà làm con này con kia con người này cũng vậy. Kể cả trên cái hành tinh của trái đất, hành tinh trên, hành tinh cũng phải chết chứ không là chết thì theo nó bằng điện từ, nó chôn bằng kiểu điện từ. Mình đây tứ đại chôn bằng tứ đại thôi, nó lớn như vậy đó. Còn mình ở đây thì ổng nói là ít nhất cũng phải là 50 tỷ năm, mà 50 tỷ năm là trái đất có 10 tỷ thôi, ra là mình ở 6 trái đất. Ông gì ở ông Xá Lợi Phất, ông ở 4 trái đất ông mới về được, còn mình ở đây chắc lẽ 20 trái đất quá. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, theo vật lý, được vãng sanh Tây Phương thì có cần phải thử qua tiêu 3 lần giống như về Phật giới hay không? Đây là ở trong luân hồi mà đâu có ai thử. Có nghĩa là đi ra đây, không, ông thần không có, ông thánh không có gì, không cần dự vô. Thấy ra đây thực thi nhân quả rồi, mình sống vậy bắt đầu ông nắm trùng ông thần, ông coi trong đó, ông biết mình đi đâu rồi. Ông quăng một cái, tự động đi tới đó. Thì giống như bây giờ các nước tiên tiến nó phóng phi thiền sau nào, sau hôm, sau quả, sau kim, sau mộc, thiêu, quả thủy gì đó, nó phóng cái nào thì tới cho nó. Thì ông này siêu hơn, cái ông thần này siêu hơn, lên cước cực lạc, bóng một cái dèo tới liền, đi thẳng khỏi cái cần, khỏi cần bay lượn à. Ở đây thì mình còn canh cái mặt, trái đất nó quay, chứ còn cái bên kia nó không cần. Ông quay, ông ả là chuyên nghiệp mà. Mấy ông thần thực thi nhân quả gọi là thần chuyên nghiệp. Nghĩa là bắn một cái là tới nơi, vô chánh xác, chứ không còn thử. Đó, ta là ta chuyên hình nghề này mà. Ngày nào ông không có bắn, ngày nào có người chết, trái đất này thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 4. Tại sao công đức quỷ thần kinh mà vị thần lại dám dùng điện từ để bôi đen lại ạ? À? Bây giờ con suy nghĩ là cái điện mà 220 này nè, con mà không có cái cao su bảo vệ còn dám rờ nó không? Mà hơn nữa cái công đức nó giống như điện 500V nè, 500kV nè, không dám lại gần. Còn con muốn làm phải làm sao bao cho nó được, phải làm cho nó bao lại thì con mới dám đụng nó, thì nó mới lưu hành trong trái đất này được. Giống như cái điện mà với điện mà nó dây trần, con có khi dám kéo đi ngoài đường không? Con muốn kéo ngoài đường con phải bao bằng cao su, rồi con muốn kéo đi đâu con đéo, ai đụng không sao. Còn nếu mà không bao lại dám đụng không, chết người ta. Vì thế mà ông thần quản lý, ông thần gọi là thực thi nhân quả. Anh có cường lực vậy này, anh không thể đi trong cái thế giới này được. Anh muốn đi thế giới này phải bao lại. Đó, mình phải hiểu vậy, bắt buộc vậy. Thế mà công đức phải bôi, công đức bôi đen, còn không bôi đen không lưu hành trong trái đất này được. Rồi con hỏi tiếp. Trước khi về Phật giới có cách nào để mình báo cho con cháu biết là mình sắp về Phật giới hay không ạ? Báo vậy đó. Nói về trong 3 ngày ta dặn rồi đó, 3 ngày cho mình biết về Phật giới thì báo đi. Giờ ông bà cha mẹ về đó, tụi con đừng có làm gì hết nha. Làm xong thì cũng có để cho bà con ta biết thôi, rồi đem kinh ấy. Rồi còn nếu không ấy, mình muốn giỏi đó, trước khi mình về mình nói những gì mình thu lại cho con cháu nghe,
nó làm theo ý của mình. Rồi người hàng xóm tới nghe, nó bà tôi và cha tôi, ba tôi nhắn vậy đó, mình gan hay chơi cái đó đó. Kể cả mình chuẩn bị về mà công đức đi theo mình luôn á, về bển mình xài luôn á. Rồi con cháu ở nhà nó làm theo, nó có công đức luôn á. Nó mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp theo là: các loài khác ở các cõi trời cũng có tánh và hành động và suy nghĩ, tại sao lại không tạo nghiệp ạ? Bây giờ nè, sao mà trên đó làm vậy? Sao đó trên thế cõi trời có giành giật ai không? Bây giờ á, mình ở trái đất này nè, mình thí dụ về nó cho nó dễ. Mình sống ở đây, mỗi người có bao nhiêu thước đất á, có sổ đỏ phải không? Con chim á, có sổ đỏ rồi, cái cành cây không? Thì nó đâu cần cái này, lên trển nó không có cần cái chuyện này. Vì nó minh mông, tôi mình nói lo nói chi nghe, 300 năm về trước, khi Nguyễn Hoàng vào đây hoặc là Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam, mình dân mình tới đây di dân vô, mấy ông Khmer đi chỗ khác, không có tranh giành. Kể cả trước giải phóng nữa, trước giải phóng cũng không có, không phải. Mà sau này là bắt đầu giành à, từ tất đất. Trước giải phóng, sau giải phóng nhà Sài Gòn á, xin lỗi, nó bán vài cây vàng, nhà ngon lành lắm. Giờ được không? Nhà có chút xíu bán hạt bạc tỷ. Thì nó sanh ra cái, nó tranh giành với nhau. Thì tại vì bây giờ thế giới này nó đã lên cái mức đó rồi, con người phải tranh giành để chi? Để đi theo cái chu trì hủy diệt trái đất này. Nó là nguyên tắc mà bây giờ nên nhớ là càng văn minh càng cao thì con người đi vào cái việc dòng rất sớm. Hỏi chứ văn minh để chế bom đạn làm cái gì? Để giết người chứ làm gì? Không lẽ chế bom đạn rồi chế xong đem dục à, nó chết người. Mà giết người là sao? Thế giờ này là ai? Ai chủ động cái chuyện này? Một cái tiếng mà giận người ta, mà một tiếng sân của người ta, nó nhấn nút cái bom là sao đây? Rồi hàng loạt nó nhấn nút nhờ rồi ai sống nổi đây này? Vì thế mà đi theo cái chu kỳ này. Bởi vậy thành ra đầu Phật ra đời là nói là ông làm ơn mấy ông được bỏ cái ác với cái tưởng đi, bỏ cái tưởng cái ác này. Cái ông này thù ông kia là chỉ vì ác thôi, tưởng là ác thôi. Tưởng người ta xấu rồi mình cũng làm cho người đó chết thôi. Chứ sự thật ông tưởng, chứ sự thật người ta không ai ấy đâu. Nhưng mà cái là cái nghi rồi không biết này có thiệt hay vậy? Nó thiệt, nó hiền giả thiệt gì? Chứ mà hiền thiệt hay hiền giả, nó chết là chết đó. Vì thế mà quy luật cái trái đất nó đi theo từ con người, đồ đá, đồ đồng, đồ nguyên tử rồi tới quỷ diệt, nó phải đi theo chu kỳ này, không thoát được cái quy luật này. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, trước con không biết, nghe suối ghi tên người nhà đã mất vào chùa để họ không quấy. Hiện giờ hàng năm cứ ngày 8 tháng 12 âm lịch con cúng, như vậy con phải làm sao ạ? Thì còn 8 tháng 12 cúng thì cứ cúng chứ làm sao? Nó quen là cứ cúng. Còn nếu mà không cúng, tu thiền tông phải gan không? Nó con không cúng ngày trước ngày sau nó hù con á. Con gan không? Gan nó hù kệ mày, tao biết mày rồi. Gan phải nói vậy. Hồi xưa nói xin lỗi nghe chỗ nó linh lắm, đi ngang không dám phải cúi đầu đi á. Giờ đi song trọng biết rồi không sao. Tại vì mình tưởng nó là vậy rồi mình phải lo. Còn giờ mình bữa học thiền tông tôi biết rồi, ngũ thú tập cư, ai hiện linh làm ra này kia người ta biết hết. Thì mình mới không sợ. Còn nếu mà mình không gan thì nghe người ta hù mình nhá, thôi đừng tu thiền tông. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, hiện tại đã hết câu hỏi và cũng kết thúc buổi giải đáp ngày hôm nay. Trước khi kết thúc thì có Phật gia Nguyễn Hữu Trang có một bài thơ kệ tặng cho chùa Thiền Tông Tân Diệu nhân dịp cái buổi trình kỷ niệm của Hội Di sản Văn hóa. Xin mời chú Trang ạ. Vâng. Trước tiên tôi xin có lời chào tất cả những người có mặt ngày hôm nay. Đầu tiên là Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân.
kế đến là ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, kế đến là các vị thiền sư, các vị thiền gia, các vị Phật gia, các vị Phật tử và tất cả mọi người có mặt tại chánh điện Thiền Tông thất ngày hôm nay, Thiền Tông ngày hôm nay. Thì báo cáo với tất cả là mọi người là tôi cũng đã vắng mặt chùa Thiền Tông Tân Diệu này được hơn một năm. Hôm nay mới có dịp tái ngộ và rất vui mừng là từ khi soạn giả Nguyên Nhân công bố tập Huyền Ký và Đạo Phật Thiền Tông đã ra đời, trải qua một thời gian tương đối là nhiều gây cấn, tôi cũng không muốn nói, và đến ngày hôm nay là chúng ta thấy rằng Thiền Tông đã có một chỗ đứng trong di sản văn hóa phi vật thể của nước Rồng, tức đất nước Việt Nam anh hùng. Xin quý vị chúc mừng cho Đạo Phật Thiền Tông chúng ta ngày hôm nay một tràng pháo tay thật lớn. Và xin báo cáo với tất cả mọi người, tôi ở nhà cũng được nghe cái tin này và rất là thấy xúc động và cảm thấy rất mừng. Và tôi cũng có ngày hôm qua, đúng là ngày hôm qua, tôi có tự, nói chung là cũng như là thầy nói là tự phát ra những cái vần thơ kệ và để xin được đọc trước tất cả mọi người ngày hôm nay. Đó là tiêu đề là Cảm ơn Huyền Ký. Huyền ký Đức Phật chảy theo dòng, biệt truyền các tổ không dụng công. Đức Thảo Ni Sư đã nhận được Nguyên Nhân công bố tại đất Rồng. Huyền ký truyền đi khắp núi sông, bao đời con Phật đã chờ mong. Bừng tỉnh không còn vô minh nữa, Thiền Tông giải mã phá tà tông. Buông rừng thôi dứt tu dụng công, tu theo vật lý chỉ lòng vòng. Quán tưởng cầu mong hay niệm Phật, đi mãi luân hồi tu uổng công. Hãy mau giác ngộ tu Thiền Tông, công thức giải thoát phải thuộc lòng. Tạo nhiều công đức về Phật giới, hoa tiêu dẫn lối vàng sáng trong. Tinh hoa đạo Phật Pháp Thiền Tông, Phật gửi Long Nữ con vua Rồng. Hạt ngọc Minh Châu đã bừng sáng, khắp cả thế giới Phật vui không. Thiền Tông chuẩn hóa các tà tông, hành đúng theo lời Phật biết không. Tu pháp môn nào phải ghi rõ, thôi dừng lừa người đừng nói ngông. Ánh sáng đạo Phật Pháp Thiền Tông, di sản văn hóa của nước Rồng, thuộc quy vật thể cho nhân loại, đã được vinh danh trước cộng đồng. Chùa Thơ Tân Diệu Phổ Thiền Tông, ai đã đến chùa đều rõ thông. Cảm ơn Huyền Ký Đức Phật dạy pháp môn thứ 6 Đạo Thiền Tông. Xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chúc mọi người đây cũng chuẩn bị sắp sang đến cái Tết của năm Tý, thì tôi cũng xin chúc thầy Nguyễn Nhân và như thế ban quản trị cũng như tất cả mọi người sang năm mới được mạnh khỏe, và nhất là thầy cố gắng để như là có giữ sức khỏe để dìu dắt Thiền Tông ngày càng vững bước trên con đường để dìu dắt tất cả chúng ta trở về Phật giới. Rồi, cậu chấm nước đây. Kết thúc rồi. Dạ, buổi giải đáp hôm nay cũng kết thúc. Xin cảm ơn ạ.